Kiếm lai like tập 40, các lão nhân trong năm mới chúc các bạn xem video vui vẻ. Tào Tuấn trước sau vẫn giữ tư thế một tay chống sao, một tay vỗ nhẹ chuôi trường kiếm ngươi là thiên tài tu đạo như vậy, khẳng định là được gia tộc ký thác kỳ vọng cao, lại không có vài món bảo bối phòng thân. Ta cũng không tin, trước tiên nói rõ mà kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, nếu tiếp tục che giấu, không muốn công khai, thật sự sẽ có người chết, bởi vì ta sợ mình không cẩn thận đánh quá hăng say, không thu tay lại được, đến lúc đó chắc chắn người sẽ chết không nhắm mắt. Đối mặt châm chọc khiêu khích của kẻ địch, Lý Hy Thánh cũng không tức giận, giọng nói vẫn ôn thuần nhu hòa như trước Trần Bình An, có thể phiền các ngươi lại lui về phía sau một chút, có thể thối lui ra ngoài 4 năm trượng là tốt nhất. Tào Tuấn nâng tay vỗ mạnh lên trán, vẻ mặt tuổi thân và uất ức nói, đối đầu kẻ địch mạnh, còn có thể nói chuyện phiếm thừa thải, ta thực tức giận, trong nụ cười lãnh đạm của kiếm tu trẻ ẩn tàng sát khí, khi tiếng vang nơi tay Tào Tuấn chụp cái chán phát ra, phi kiếm đã bị che lấp dưới tiếng vang kia, thật sự lặng yên không một tiếng động, giết đến ngay giữa lưng Lý Hy Thánh, đinh một tiếng không linh êm dịu vang lên vang vọng ngõ đê bình tào tuấn sửng sốt một chút lập tức cười to nói vậy cũng được sao vậy ta đây sẽ không khách khí nữa sau lưng lý hy thánh hiện ra một mảng lá trúc xanh tươi để chặn phi kiếm ám sát lang keng lang keng trong ngõ nhỏ bốn phía quanh lý hy thánh vang lên một loạt tiếng động như sâu chuỗi ngoại trừ từng tấm lá trúc còn có lá đào lá liễu lá hòe các loại lá cây màu xanh đậm tào tuấn hí mắt nhìn chăm chú chiến trường lý hy thánh lù lù bất động bốn phía toàn bộ là lá cây cao thấp phiêu đãng phập phồng đoàn kiếm tên là bánh ngư lại xuyên qua đó không ngừng phá trận nhưng mà nhiều lần trở về không công tuy không ngừng có lá cây rơi xuống đất nháy mắt khô vàng nhưng mà tào tuấn thực tại có chút bất đắc dĩ bởi vì đếm sơ sơ số lá cây của người đọc sách kia ít nhất cũng phải hơn trăm lá cho nên tâm tình tào tuấn không tốt lắm nhà của là bán lá cây à cho dù bán có người mua sao tào tuấn không muốn rút lui như vậy hắn cũng không tin một luyện khí sĩ lục cảnh nho nhỏ có thể chống đỡ đến cuối cùng đồng thời khống chế nhiều lá cây như vậy vốn không đơn giản luyện khí sĩ cần hao phí tâm thần cực kỳ khả quan vì thế tào tuấn âm thầm tự nhủ tuy thắng không vẻ vang nhưng miễn cưỡng xem là một hồi khí lực vụng về mà ai dỗ kiếm phong cũng tốt hắn lại muốn xem thì người đọc sách kia có thể chống đỡ bao lâu chuôi phi kiếm ngắn nhỏ lại sắc bén này bắt đầu không kiêng nề gì đánh thẳng về phía trước trong ngõ nhỏ lá rụng tơi tả sau khi rơi xuống đất chuyển từ màu xanh sang vàng lý hy thánh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở nếu chúng ta cứ đánh tiếp như vậy có thể đánh tới sang năm hay là đạo lý của thanh kiếm này ngươi đã nói rồi có thể nói về thanh kiếm khác không nếu như có thể cùng tế ra phi kiếm bản mạng thì tốt mặc kệ như thế nào tốt xấu gì cũng phải phân thắng bại trước đã bởi vì bằng hữu ta còn phải lên đường tào tuấn bỗng nhiên trừng mắt to vốt của không còn nụ cười trên gương mặt ngươi không bốc phét thì sẽ chết à lý hy thánh thở dài không nói gì nữa hắn chỉ là run lên tay áo đang chứa những tồn tại kia từ trong tay áo chấn động rớt xuống ra một đống lớn đồ chơi không thể tưởng tượng lá xuân không còn dư lại nhiều lắm nhưng mà trừ thứ đó ra còn có từng quả từng quả hạ lôi to cỡ móng tay có từng luồng từng luồng thu phong dài không quá ngón tay có một mảng đông tuyết to cỡ lông ngỗng đối thủ có một kiếm nhưng phá vạn pháp làm sao bây giờ có phải ta có thể tích cóp từng chút thành một vạn lẻ một pháp hay không thế là vị thư sinh trẻ tuổi tên lý hy thánh này cho dù hôm nay chẳng qua hắn cũng chỉ là vừa tệ thân trong ngũ cảnh cũng đã có xuân diệp hạ lôi thu phong đông tuyết muốn chi hắn còn có cái khác hơn nữa còn có rất nhiều tào tuấn nhìn những món đồ chơi lung tung này giống như binh tốt trọng giáp giàn trận nơi xa trường vây chủ soái lý hy thánh làm thành một thùng sắt thép tào tuấn nhìn ra một tên manh mối bội phục nói người chơi cờ nhất định rất lợi hại hơn nữa khẳng định tinh thông bói toán của âm dương gia bởi vì với tu vi của luyện khí sĩ lục cảnh thư sinh thanh sam trừ phi là trích tiền chuyển thế cấp bậc tam giáo thủy tổ mới có thể một hơi khống chế nhiều vật như vậy nhưng mà thư sinh trước mắt rõ ràng là đầu cơ trục lợi với lần phòng ngự phi kiếm bạch ngư đâm tới đều đại khái tính toán được quỹ tích của phi kiếm cùng cửa đột phá cho nên trừ việc duy trì lá xuân gió thu các thứ không rơi ngã, khu vực linh khí thư sinh thật sự cần quán chú cũng không được xem là quá lớn. Cái này giống một trận chiến công thủ thành trì, bên Tào Tuấn chiến lực cường hãn, nhưng mà binh lực không đủ, chỉ có thể chuyên tấn công một mặt tường thành, thư sinh nhìn như ở tứ phía trên tường thành đều che kín giáp sĩ thủ thành, thực ra ba mặt đều là thủng rỗng, hắn chỉ cần tiên tri bói quẻ, nhiều lần tính chuẩn phương hướng tiến công của Tào Tuấn, khi phòng thủ sẽ có vẻ thoải mái có thừa. Tào Tuấn tâm ý vừa động, phi kiếm tuyết trắng rút khỏi chiến trường, trở lại trước người chủ nhân. Tào Tuấn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái, mũi kiếm cùng cạnh kiếm đều có chút mài mòn, hao tổn nhiều hơn so với mong muốn, cũng may đoàn kiếm Bạch Ngư ẩn chứ kiếm ý, sau mấy trăm lần mài rũa, kiếm ý có tăng lên, nói đến cùng vẫn là làm được một khoản mua bán có lời. Tào Tuấn trong lòng có chút rối rắm, đại ly hoàng đế không dám vì một tề tĩnh xuân mà vật cổ tay cùng thế lực tam giáo phía sau màn, nhưng lại vì một luyện khí sĩ nhà mình có hy vọng tệ thân vào ngũ cảnh, sẵn sàng xé rách ra mặt Tào thị sớm cắm dễ lập nghiệp ở châu khác. Tào Tuấn phá lệ có chút do dự, thu hồi vỏ kiếm bạch ngư, đồng thời cầm chuôi cây bội kiếm khác, kiếm tên là Mạc Ly, hắn cố ý ra vẻ căm tức, nói, có bản lãnh đừng làm rùa đen rút đầu, Lý Hy Thánh cười hỏi ngược lại, người có bản lãnh làm rùa đen rút đầu. Tào Tuấn bị chặn họng không nói được gì, hắn từng là thiên tài kiếm tu được kiếm tiên một châu ký thác kỳ vọng cao, theo đuổi nhuệ khí cùng sát lực thiên hạ vô cùng, đương nhiên không bản lãnh cũng không có hứng thú giống như thư sinh thanh sam trước mắt, đánh không đánh trả mắng không mắng trả, phải dựa vào một đống lớn các thứ rách nát kỳ lạ cổ quái, từ thủ tường thành, kiên quyết không chủ động xuất kích từng có người hình dung bản thân kiếm tu là khinh kỵ binh đến đi như gió nhanh như điện trước phi kiếm lại giống cung nỏ oan ra ngõ hẹp chém giết quy mô nhỏ thường thường một khi đối mặt kẻ địch sẽ chết về phần một vị kiếm tiên phi kiếm lên ngũ cảnh lục địa lực sát thường ở trên xa trường giống như là một chiếc máy nỏ cho dù nó chỉ được im lặng đặt ở đầu tường mà thôi nhưng đối với kẻ địch mà nói chính là một loại lực uy hiếp thật lớn tu sĩ binh gia là trọng kỵ một khi bị hắn đề thăng khí thế cùng tinh khí thần lên tới đỉnh phong chẳng khác nào là triển khai trọng kỵ binh xung phong công thủ nhiều mặt phá trận vô địch về phần vũ phu thuần túy bị sơn thượng coi là đại đạo vô vọng chỉ là binh tốt trọng giáp cổng cành mà sát lược bình thường cho dù là tông sư cảnh thứ 8 hoặc xa hơn có thể cưỡi gió mà đi nếu bùng nổ ở trong cự ly ngắn không thành công giết địch như vậy một khi bị luyện khí sĩ kéo dài khoảng cách ra lâm vào đánh lâu dài xa xa không thể so sánh bằng luyện khí sĩ lý Hi thánh thấy tào tuấn không nói lời nào đưa tay phất khẽ một ít tiểu lôi thu phong trước người chậm rãi hoạt động để hắn được mở mang tầm mắt lý hy thánh chủ động mở miệng nói đạo lý nơi thanh kiếm này của ngươi nói không rõ lắm ngụ ý hắn nguyện ý nghe thêm lần nữa đạo lý của thanh mặc ly kia tào tuấn hai tay nhẹ nhàng day day hai má con người ngươi nói chuyện thật sự là không lọt tai nhưng ta thừa nhận ngươi có tư cách này ta có một đề nghị ngươi có thể suy xét một chút chúng ta chiến một trận sinh tử toàn bộ tự đánh lấy hậu quả không liên quan đến quốc gia gia tộc như thế nào có dám cùng ta cuộc một trận hay không Lý Hy Thánh lắc đầu nói, ngươi đã nhìn ra, ta vốn không am hiểu đạo công phạt, cho nên ngươi thật sự từ đầu tới đuôi, đứng ở thế bất bại, không hề ngại tiết lộ chi tiết. Tào Tuấn bất đắc dĩ nói, ngươi là thẳng thắn thành khẩn hay là khủ khở vậy? Tào Tuấn nhìn thư sinh trẻ tuổi kia, đột nhiên nhớ tới một vị người đọc sách tài giỏi nhất của Nam Bà Sa Châu, là gia chủ một thế hệ của thuần nho Trần Thị. Lời đồn vị đọc sách Trần Thị lão nhân kia học được học vấn vĩ đại, hai tay áo ẩn tàng thanh phong, một vai đỡ minh nguyệt, một vai gánh hồng nhật. Tào Tuấn chiến chỉnh tâm tư, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu hồ ly toàn thân đỏ tươi đứng trên hai chân đứng ở trên mái hiên một gian nhà cũ nơi ngõ nê bình nói với tào tuấn lão tổ tông kêu ta nói với ngươi muốn ngươi có chừng có mực nếu bị nguyễn cung đánh chết hắn sẽ tìm một mảnh đất ở bên cạnh giúp chôn cất ngươi tốt xấu coi như lá dụng về cội tào tuấn vẻ mặt ghét bỏ cái gì ngươi lặp lại lần nữa tiểu hồ ly ho khan một tiếng từ bộ dáng tao nhã nháy mắt trở nên hung thần ác sát bày ra tư thế hai tay chống nạnh hùng hùng hổ hổ tào hy lão vương bắt đàn kia nói cho thứ con cháu nhà rùa như ngươi mau chóng thu tay lại nếu chọc giận thợ rèn họ nguyễn bị đánh thành một đống thịt nát hắn sẽ không giúp người báo thù có tới mấy trăm con cháu đích hệ không giúp hết được còn nói đáng tiếc người còn chưa giúp tức phụ vào cửa nếu không hắn sẽ không kêu ta khuyên người thu tay lại để người ta đánh chết là tốt nhất hắn nhân cơ hội tốt mà vào tào tuấn vẻ mà thờ ơ lãnh đạm gật đầu nói cái này là đúng rồi là khẩu khí của lão vương bát đàn lý hy thánh mặc kệ những điều này nếu không đánh xin mời nhường đường, không đánh, không đánh, ta không đánh chết ngươi, ngươi không đánh chết được ta, không thú vị gì. Tào Tuấn cười nói, đi cửa hàng thợ rèn xem sao, chiêm ngưỡng thánh nhân, thân hình Tào Tuấn đột ngột vươn lên khỏi mặt đất, thẳng hướng tận trời, sau đó vội vàng rơi xuống hướng cửa hàng thợ rèn. Về phần, quy củ chó má không thể tự tiện ngựa phong lăng không trong quận Long Tuyền, Tào Tuấn thực không để ở trong lòng. Kết quả một tiếng nổ lớn, Tào Tuấn nhất thời giống như một ngôi sao băng phóng ra ngoài, cuối cùng chờ hắn thật vất vả dừng lại thân hình, đã là ở ngoài mấy trăm dặm trước đó đã quay cuồng vô số lần ở trong mây ngồi xếp bằng ở không trung nôn ra máu không ngừng tào tuấn mặt như giấy vàng không có thẹn quá thành giận hoặc là hồn hển ngược lại nổi lên khuôn mặt tươi cười theo thói quen những kẻ đi ra từ phong tuyết miếu quả nhiên đều là một đám tính tình không tốt lắm chính là không biết thần tiên đài ngụy tấn sẽ có thể làm cho người ta kinh hỉ hay không con hồ ly ra lông đỏ tươi đào vòng quanh tào tuấn vui sướng khi người gặp họa nói chịu khổ rồi sao tào tuấn cười nói nhưng chưa chết hồ ly chật nói bản lãnh bắt nạt kẻ yếu thật ra học theo tào hy tào tuấn nói không bắt nạt kẻ yếu chẳng lẽ muốn bắt nạt kẻ mạnh e sợ kẻ yếu đầu óc ngươi bị bệnh sao hồ ly lơ đánh nâng một móng vuốt lên gãi cầm kiễng gót chân nhìn chấn nhỏ xa xa không cướp được khối kiếm phôi của quái giờ tính sao tào tuấn nghiêm mặt nói ngươi còn không biết xấu hổ mà nói nếu không phải ngươi ở bên cạnh giật dây ta giết người đoạt bảo ta nhiều nhất chính là mua bán công bằng cùng thiếu niên kia hồ ly hòa hồng giờ giọng giáo huấn làm người cần phải thủ vững bản tâm ngươi bên ngoài như thế nào đến quận long tuyền nho nhỏ nên tiếp tục duy trì chẳng qua chỉ là có thánh nhân binh ra 11 một cảnh phía sau mong ngươi không phải cũng có kiếm tu lão tổ 11 một cảnh đi theo sao một người có thiên thời địa lợi một người có thần binh tiện tay đều là những luyện khí sĩ không giảng đạo lý lực lượng ngang nhau bọn họ đánh một trận người ở bên cạnh quan sát cuộc chiến nói không chừng còn có thể hiểu ra vài điều cớ sao mà không làm tào tuấn cười lạnh nói với tính tình của tào hy ta tà tính kế ông ấy một tấc ông ấy có thể đòi lại một thước Hồ Ly Hỏa Hồng hết chuyện nói rồi hay sao mà luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, cùng lắm thì tương lai để cho hắn ngủ vài lần của tức phụ ngươi, sợ khỉ gì. Tào Tuấn im lặng không lên tiếng, vẫn giữ nụ cười mỉm, dừng nơi con hồ ly kia, khuôn mặt tươi cười của kiếm khách trẻ tuổi không có nửa điểm dao động, hồ ly ra vẻ kinh ngạc nói, oa, thực sự tức giận à, Tào Tuấn cả lơ phất phơ 100 năm, thế mà cũng có thời điểm nghiêm túc, Tào Tuấn mỉm cười nói, nhàn đến nỗi đi bắt ruồi, nhưng không có ham muốn giết ruồi, bạch ngư ra khỏi vỏ, ánh sáng cầu vồng hiện ra cái đầu hồ ly hỏa hồng văng lên cao cao nhưng mà cũng không nhìn thấy chút máu tươi nào bắn ra cái đầu đó vẫn đang mở miệng nói chuyện ai u tốc độ xuất kiếm này chậm ngang ngửa rùa truyền nhà còn nói là thiên tài kiếm tu thật sự là mất mặt xấu hổ thân thể không đầu lại nghênh ngang đi lại lắc lắc mông căn bản không nhìn bạch ngư phi kiếm lần lượt xuyên thấu thân hình cái đầu trên không trung tiếp tục khiêu khích nói tú hoa châm này của người đã ngứa a à. trong một mảng không trung kiếm quang bắn mạnh trắng hồng tung hoành đừng nói thân hình bị chém thành 17-18 phần ngay cả cái đầu kia đều đã biến thành tám cánh hoa nhưng mà khi bạch ngư phi kiếm xuất hiện một tiếng ngưng trệ trong nháy mắt hồ ly liền khôi phục đầy đủ cứ như vậy tuần hoàn lặp lại cuối cùng tào tuấn thở dài một tiếng thu kiếm vào vò hồ ly xoay xoay cổ đi đến ngồi xuống bên cạnh tào tuấn người trẻ tuổi nhiều bản lãnh thì nên nói nhiều lời có khẩu khí tào tuấn gật đầu nói có đạo lý nghe lời ngươi một khi đã như vậy chờ ngươi rước tức phụ vào cửa cho ta mượn ngủ một giấc dù sao nàng là nữ ta là cái ai chiếm ai tiện nghi khó mà nói được hồ ly lại bắt đầu bày trò yêu châm chọc nói oa kiếm tiền bại hoại cuối cùng của nam bà sa châu chúng ta một trăm năm trước hiện tại đã là đại kiếm tu cửu cảnh sao hôm nay đột nhiên nghe lời như vậy tào tuấn tuổi còn trẻ thì ra đã hơn trăm tuổi lúc này hắn đang đưa mắt nhìn về nơi xa cắn môi dưới ngoảnh mặt làm ngơ với những lời nói móc bên tai của hồ trần bình an bước nhanh chạy đến lý hy thánh bên người vô cùng lo lắng nói không sao chứ lý hy thánh mỉm cười nói lần đầu tiên đánh nhau lại gặp phải kiếm tu thật ra trong lòng rất hoảng nhưng kết quả cũng không tệ lắm trần bình an như chút được gánh nặng phôi kiếm thải bạc trong tay áo đã khôi phục sự yên tĩnh sau khi tào tuấn rời đi không còn rung động nóng bỏng nữa tiểu đồng áo xanh đột nhiên phi thân một cái lão thẳng tới ôm lấy trần bình an thắt lưng đáng sợ đáng sợ quả nhiên đoán không sai không cẩn thận vừa đi ra đường sẽ bị người ta đánh chết không thể ở lại trấn nhỏ không thể ở lại a à. lão gia xin người thương xót thả ta lăn lên lạc phách sơn tu hành đi ta cam đoan ta thể từ hôm nay trở đi nhất định cần cù tu hành ngày đêm không nghỉ đừng nói là ăn mây uống xương cho dù là ở lạc phách sơn ăn dễ cỏ đất gì ta cũng làm lý hy thánh buồn cười vội vàng lên tiếng an ủi kẻ như tào tuấn trung quy chỉ là thiểu số rất ít tuy ta chưa từng đi ra chấn nhỏ nhưng có thể xác định nhân vật tu vi cao tính tình quái đảm như tào tuấn có thể đếm được trên đầu ngón tay người không cần quá lo lắng tiểu đồng áo xanh không để ý tới lý hy thánh chỉ lo cầu xin trần bình an mãi không thôi bị trần bình an đẩy ra đằng sau liền chuyển sang gắt gao ôm lấy một cánh tay của hắn thân thể nghiêng ra sau chết sống không cho Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước lão gia, phát thiện tâm, cầu xin ngươi, cùng lắm thì ta trả lại ngươi một viên xà đàm thạch bình thường, được không? Lão gia không phải ngươi không biết, con người này ta cho tới bây giờ rất nhát gan, đi cả đêm hai chân đã run lên, kết quả lúc này mới đến chấn nhỏ được bao lâu, chúng ta chỉ vừa ra khỏi cửa, kiếm khí liền vù 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 tán loạn, ta thực sự rất sợ, à. Trần Bình An đành phải dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nói, ngươi biết đường đi lạc phách sơn không? Tiểu đồng áo xanh nước mắt nước mũi đầy mặt, Hiếm khi có được chuyện chấp nhận làm trẻ con lão gia, đến lúc này rồi, cho dù ta không biết cũng giả vờ là biết a, à. nữ đồng váy hồng phấn nhẹ giọng nói, "Lão gia, ta biết đường đi, bạn đang xem kiếm lai like tại kênh YouTube gì các phim?" Trần Bình An suy nghĩ vậy hai người các ngươi đi Lạc Phách Sơn là tốt rồi, tạm thời ở tại trúc lâu nơi đó, nhưng mà phải cam đoan với ta, không được gây chuyện, bên này ta mau chóng làm xong việc, sẽ lập tức đi gặp các ngươi, tranh thủ trước khi qua năm mới đến Lạc Phách Sơn một chuyến." Tiểu đồng áo xanh xoay người cúi đầu nói, "Lão gia anh minh thần võ." nữ đồng váy hồng phấn nhẹ giọng nói lão gia ta dẫn hắn đến đó rồi sẽ gấp rút trở về trần bình an cười nói không cần chúc lâu thích hợp tu hành ngươi cũng cùng ở lại sơn thượng đừng sợ hắn nếu hắn vi phạm thể ước lén lút khi dễ ngươi đến lúc đó ta sẽ tới thu thập hắn tiểu đồng áo xanh giơ chân nói lão gia cô ngốc hai người các người không thể suy nghĩ tốt một chút với ta sao ta là loại người lật lọng sao hoàng đình quốc triều giã cao thấp ai chẳng biết ngựa kiếm thủy thần có người huynh đệ nói là làm nói chảm thảo trừ căn tuyệt không sót một người nói làm tổ tông hắn tuyệt không giết tôn tử hắn. Trần Bình An ha ha cười nói, lợi hại như vậy a. À? Tiểu Đồng Áo Xanh lập tức xoay đầu lại, vẻ mặt nũng nịu làm ra vẻ thẹn đỏ mặt ngượng ngùng, vươn một bàn tay khẽ lắc, lão gia, ta chỉ chém gió với ngươi thôi, ngàn vạn đừng tin là thật a. À? Trần Bình An một tay ấn lên đầu hắn, đưa một tay giấy ra lấy ra. Tiểu Đồng Áo Xanh có chút không rõ, ngẩng đầu lên gì, nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng nhắc nhở, lúc trước ngươi đã hứa với lão gia, chỉ cần cho ngươi trở về là phách sơn, sẽ giao ra một viên xà đàm thạch bình thường tiểu đồng áo xanh dáng nạn ra vẻ mặt tươi cười lão ra ngươi đại gia đại nghiệp đừng như vậy trần bình an không thu tay lại tiểu đồng áo xanh đành phải ngoan ngoãn lấy ra một viên xà đàm thạch nhỏ nhất đặt lên bàn tay trần bình an trần bình an đưa viên xà đàm thạch này cho nữ đồng vái hồng phấn cười nói đến sơn thượng chỉ cần hắn không khi dễ ngươi đến lúc đó ngươi có thể xem là phần thưởng tặng cho hắn nữ đồng vái hồng phấn thu hồi xà đàm thạch thật cẩn thận tiểu đồng áo xanh một tay giữ chặt cánh tay nữ đồng vái hồng phấn vô cùng lo lắng nói chúng ta mau đi lạc phách sơn nơi này không nên ở lâu hai tiểu tử, tử kia vừa quẹo khỏi ngõ nê bình tiểu đồng áo xanh đột nhiên dừng lại không đợi hắn mở miệng nói chuyện nữ đồng váy hồng phấn liền dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tai vứt viên xà đàm thạch cho hắn tiểu đồng áo xanh thu hồi xà đàm thạch tường đã bị mất gật đầu cười nói cô ngốc ngươi có mệt không a à, ta giúp ngươi cống dương sách nha nữ đồng váy hồng phấn ra sức lắc đầu tiểu đồng áo xanh than thở nói ngươi chính là mệnh lao lực cũng may coi như kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc nữ đồng váy hồng phấn nhếch miệng cười tiểu đồng áo xanh ưỡn ngực đi dẫn đường dẹp đường hồi phủ bên ngõ nê bình nếu đã không cần đến nhà lưu tiện dương trần bình an liền dẫn lý hy thánh đưa đến đầu ngõ lý hy thánh dừng thân hình do dự một lát vẫn là nói những lời kế tiếp có thể hiện tại nói thì hơi sớm nhưng mà những phê bình chú giải trên những quyển sách ta đưa cho ngươi ngươi chỉ cần xem qua là sẽ hiểu như vậy những lời này ngươi cũng chỉ cần nghe qua là được trần bình an gật đầu nói lý đại ca ngươi nói đi lý hy thánh chậm rãi nói vụ xử án ngựa trắng không phải là ngựa có từng nghe nói qua trần bình an vào đầu nói trên đường đi cầu học bảo bình cùng lý hòe từng cãi nhau vì chuyện này ta càng nghe càng thấy mơ hồ lý hy thánh cười cười cân nhắc một lát vậy trước tiên không nên suy nghĩ quá sâu xa ta đổi sang một cách nói khác một hạt cắt thêm một hạt cát là mấy hạt trần bình an nghi hoặc nói không phải hai hạt sao lý hy thánh cười nói đương nhiên như vậy một đống hạt cắt thêm một đống hạt cát là mấy đống cát trần bình an dò thử vẫn là một đống nhỉ lý hy thánh vỗ vỗ đầu vai trần bình an nghe nói vào thời điểm thánh nhân viễn cổ phát minh văn tự quỳ thần trong thiên địa lâm vào kinh hãi khóc lóc cái này đương nhiên là một việc công đức rất lớn nhưng mà ngươi phải hiểu rõ một đạo lý có một số thời điểm văn tự hoàn toàn sẽ là chướng ngại vô hình để chúng ta nhận thức thế giới này cho nên về sau khi ngươi đọc sách không cần bất cứ lúc nào cũng đi nghiền ngẫm từng chữ một nếu như gặp bình cảnh không ngại trước tiên lui một bước lại đang cao mấy bước tận lực đi tới chỗ cao không lên đỉnh núi không thấy bình địa Trần Bình An nghe xong như bị bao vây trong sương mù, một trận đau đầu, không khác mấy so với lúc trước lật xem quyền tiểu học kia, trong lúc mờ mịt, cảm thấy con đường phía trước đã mất, lui không thể lui. Lý Hy Thánh An ủi nói, từ từ sẽ đến, không cần cấp, Trần Bình An ưu một tiếng hiểu rồi. Lý Hy Thánh một bên không còn tay áo, một mình đi trở về đại trạch phố Phúc Lộc, phó dịch nhà hoàn phủ thượng sau khi nhìn thấy tình trạng quẫn bách của vị đại thiếu gia đều thấy có chút khó hiểu. Đại thiếu gia lớn như vậy, trừ khi cùng trưởng bối đi thăm mộ ra, hầu như cũng không ra khỏi cửa như thế nào mà thật vất vả mới đi ra ngoài tàn bộ đã tơi tả như vậy không phải là đi đánh nhau với người ta đó chứ lý hy thánh trở lại sân nhà mình trước tiên đi xem con cu cùng quá sơn tức tưởng an vô sự lại đi thay quần áo sau đó ở thư phòng kết lưu đọc sách một chốc lát cuối cùng đi đến một gian phòng thường xuyên khóa cửa mở khóa đẩy cửa vào chủ nhân lý hy thánh này đưa mắt nhìn lại trong tầm nhìn tất cả đều là từng giá từng giá hơn trăm bảo các dựa vào tường cao mà trên trăm bảo các này không có đồ chơi quý giá cổ xưa hoặc là đồ sứ tinh mỹ long tuyển quận thừa thải mà là từng ấn chương cao thấp lớn nhỏ không đồng nhất chất liệu khác nhau trong phòng ngoại trừ chất hơn trăm bảo các ấn chương cũng chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế mặt bàn để ba con dấu chưa hoàn công chất liệu lần lượt là gỗ hoàng ngọc cùng đồng thao cùng với một bàn lớn để giao khắc hoàn mỹ để làm thủ công còn có mấy bộ sách cổ xưa làm từ chất liệu quý hiếm lý hy thánh nhẹ nhàng đóng cửa lại ngồi trên ghế sau bàn ba con dấu trên bàn đều chỉ khuyết thiếu một chữ đồng ấn khắc dấu có hàng phục ngoại phần cuối thiếu một chữ đạo còn ấn khắc dấu hoàng ngọc có đô thiên chủ trung gian thiếu một chữ pháp một ấn khắc dấu có hóa khí sinh phần đầu thiếu một chữ thanh khắc ấn như vẽ bùa chú ý hành văn liền mạch lưu loát lý hy thánh hiển nhiên không là như thế này hắn chẳng những không lấy đao khắc tự ngược lại nhắm mắt lại bắt đầu ngủ hô hấp kéo dài như khe nước róc rách nước nhỏ chảy dài trong phòng nhỏ có động thiên khác trần bình an trở lại tổ trạch phát hiện thanh hoài một kiếm đặt ở mặt bàn xuất hiện chút nghiêng lệch không rõ rệt trần bình an tuy trong lòng chấn động vẫn là dấu diếm thanh sắc ngồi ở bên cạnh bàn lúc trước tề tĩnh xuân dùng cây hoè lý bảo bình truyền đi vụng trộm tức ra lại lặng lẽ đặt thanh hoè một kiếm ở trong túi đeo lưng của trần bình an trong đó có một vị hương khói tiểu nhân màu vàng lai lịch không rõ đang ở chỉ là sau hai lần ngắn ngủi hiện thân ở khách điếm thu lô cùng tào thị chi lan phủ hương khói tiểu nhân tính tình ngại ngùng không xuất hiện nữa trần bình an đối với điều này cũng thấy tự nhiên cũng không bắt buộc điều gì màn đêm thâm trầm cửa hàng dương ra lão nhân bẹp bẹp hút thuốc lá rời nhíu nhíu đầu mày đưa tay bắt một cái hương khói tiểu nhân từ chỗ hư không rơi xuống dương lão nhân lạnh lùng nói tề tĩnh xuân khổ tâm cô nghệ đem giống ngươi đi hắn muốn làm cái gì nàng khiếp sợ đứng trên mặt đất tựa như thực sự sợ hãi lão nhân này hai tay nắm chặt lấy góc áo môi khẽ nhúc nhích dương lão nhân càng nghe mặt càng nhăn trầm tư hồi lâu ta đồng ý hắn lấy ống điếu gõ lên mặt đất một tòa miếu nhỏ lăn ra đứng sừng sững ở trước người hương khói tiểu nhân hương khói tiểu nhân vẻ mặt mừng rỡ đang muốn đi vào trong đó đột nhiên ngẩng đầu muốn nói lại thôi Dương lão nhân sắc mặt lạnh lùng nói, biết hết mọi chuyện, đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà nếu không làm được đến bực ấy, thì dứt khoát cái gì cũng không biết, như vậy mới có thể sống tốt được. Hương khói tiểu nhân tựa như là còn có chút do dự, muốn quay về ngõ nê bình một chuyến, tốt xấu nói lời tạm biệt với vị thiếu niên kia. Dương lão nhân một lần nữa nhấc ống điếu lên, phun ra dày đặc xương khói mang toàn bộ thông minh đặt ở bên trong cái bụng, mới gọi là thông minh thật sự. Người thực sự nghĩ tiểu tử đó không nghĩ đến chuyện gì, trừ luyện quyền, cả ngày chỉ biết thích làm vui người khác, làm thiện tài đồng tử uổng công ngươi luôn đi theo hắn ngươi thật rớt hắn không ngốc đâu hương khói tiểu nhân mấp máy miệng có chút nhột trí chỉ là sau khi nàng đi vào tòa miếu nhỏ sau kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người nàng giống như một hạt gạo nhỏ bé đến cực điểm đặt mình trong một cái lu thật lớn trên vách tường cao lớn trong miếu nhỏ từng cái tên đang dạng dỡ tỏa sáng tản mát ra ánh sáng màu sắc khác nhau trên đỉnh đầu hương khói tiểu nhân quần tinh lấp lánh quang minh huy hoàng lão nhân thu hồi cán tẩu hai tay chắp sau lưng khom người đi khỏi hiệu thuốc bắc đi thẳng ra khỏi trấn nhỏ khi đi qua cầu đá hình vòm thở dài một tiếng tràn ngập tức núi cùng khó hiểu chậm rãi xuống cầu đá đi dọc theo long tu hà tới bên ngoài cửa hàng thợ rèn không đi vào trong đó mà là đi tới bờ sông nhẹ nhàng dậm chân một cái hà bá phụ nhân lập tức từ đáy sông bay ngược mặt đến thần hồn chấn động có chút đầu óc choáng váng sau khi phát hiện là dương lão nhân lập tức cửa định bợ nói đại tiên không cần vận dụng thần thông vô thượng tùy tiện kêu một tiếng là được dương lão nhân mặt không chút thay đổi nói người lập tức tới đầu nguồn long tu hà chủ động tán đi một nửa kim thân dung nhập nước sông giúp đỡ nguyễn cùng gia tăng phần lượng âm trầm trong nước phụ nhân trẻ tuổi ngây ra như phỗng tức đi một nửa kim thân lão nhân nói nghe thật nhẹ nhàng không chỉ những đau đớn phải gánh chịu mà đại đạo còn bị tổn hại không thể đo lường phụ nhân hận không thể chạy trốn tới cách xa ngoài vạn dòng chỉ tiếc nàng không trốn thoát được dương lão nhân bổ sung thêm làm xong rồi sau này nguyễn cung khai lò đúc kiếm thành công ta giúp ngươi đòi hỏi một tòa Hà bá miếu nhiều nhất năm sáu mươi năm ngươi có thể khôi phục đầy đủ kim thân sao trong năm ngàn năm hương khói không dứt đây là một khoản thu lời tích tiểu thành đại ngươi khẳng định kiếm được phụ nhân khúm núm giọng nói yếu ớt hầu như không thể nghe thấy đánh tan một nửa kim thân rất đau đớn ta sợ đau a à. lão nhân không nói lời nào chỉ nhìn mặt nước lóng lánh của long tu hà phụ nhân thật cẩn thận hỏi đại tiên ta có thể cự tuyệt không dương lão nhân gật đầu nói có thể phụ nhân mừng thầm rất nhiều cảm thấy bất ngờ từ khi nào thì vị đại tiên này có thể thông tình đạt lý như thế Dương lão nhân cười lạnh nói, ta đập nát toàn bộ kim thân của ngươi, hiệu quả càng tốt hơn, yên tâm, chờ tối nay sau khi thần hồn ngươi tan thành mây khói, tương lai ta sẽ bồi thường trên người con cháu ngươi. Phụ nhân có chút tuyệt vọng, sau một phen suy nghĩ, run giọng hỏi, đại tiên, phúc báo chỉ dừng ở trên đầu một tôn tử của ta, được không? Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác may mắn, bởi vì nàng biết, mặc kệ vị đại tiên này làm việc công đạo như thế nào, duy chỉ có đối với tôn tử mã khổ huyền của nàng, thật sự không giống như người khác nhưng mà dương lão nhân vẫn như trước lập tức cực tuyệt không được phụ nhân mặt xám như cho tàn lộ vẻ sầu thảm nói vậy ta đành đi tới đầu nguồn long tu hà dương lão nhân không ý kiến gì hà bá phụ nhân cắn răng một cái bắt đầu đi ngược nước sông mà lên xuyên qua chiếc cầu đá hình vòng không có nửa điểm khác thường đi thẳng đến thăm sơn nguyễn cung đi tới bên bờ đứng ở bên cạnh lão nhân hỏi chuyện giúp cô gái kia đúc kiếm thành và bất thành ta căn bản không nóng này chưa từng có suy nghĩ buôn bán cùng ngươi chuyện đúc kiếm không phải mua bán Dương lão nhân lắc đầu nói, nhưng thân phận thật sự của nữ nhi nhà ngươi, ta có thể hỗ trợ che giấu 30 năm, nhưng mà ngươi phải bảo đảm mau chóng tạo ra thanh kiếm đó, đây mới là mua bán ta muốn làm. Nguyễn Cung thần sắc như thường, cười nói, thân phận thật sự, lão nhân lạnh lùng nói, Nguyễn Cung ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, Nguyễn Cung có chút ấm ức, nhưng vẫn gật đầu, lão nhân cười cười quay đầu lại nhìn, sẽ thấy đáng giá, Nguyễn Cung hỏi một vấn đề cổ quái vậy cái gì sẽ là không đáng, lão nhân cười nói, Nguyễn Cung, nghe lén người khác nói chuyện không phải là thói quen gì tốt à nguyễn cung thẳng thắn nói ngươi trưởng tôn của lý gia ngụy bách ba người các ngươi ta phải theo dõi lão nhân gật gật đầu lại lắc đầu nói đảo vị trí của ta cùng lý hy thánh khả năng sẽ càng tốt nguyễn cung cười hỏi một ngàn năm hay là một vạn năm sau lão nhân không nói gì nữa một khi tiến vào loạn thế trăm nhà đua tiếng kiêu hùng hào kiệt thiên tài dị đoan sẽ mọc lên như nấm điên cuồng mà chui từ dưới đất lên chỉ trong một đêm chính là cảnh tượng thay trời đổi đất mới tinh. Lão nhân từng nhìn thấy bức tranh rộng lớn mạnh mẽ đó, hơn nữa không chỉ một lần. Nguyễn Cung rốt cuộc chỉ là thánh nhân binh gia, mà không phải loại thánh nhân âm dương gia. Tuy đã nhìn được rất xa, ví dụ như nữ nhìn Nguyễn Tú của hắn trưởng thành, nhưng vẫn là không đủ xa. Lão nhân đột nhiên thốt ra một câu đương nhiên không đáng, hai phàm phu tục tử, thu nạp hồn phách có tác dụng gì, cần trả giá thì trả giá, nhưng thật ra không nhỏ, nếu đổi thành là mã khổ huyền, đương nhiên là khác. Nguyễn Cung cười hỏi, tiền bối ngay từ đầu đã không xem trọng trần bình an dương lão nhân mặt không chút thay đổi nói có người xem trọng hắn là được rồi đừng lên phương bắc một lần nữa thông hành khiến cho hồng trúc trấn vốn náo nhiệt càng thêm ca múa mừng cảnh thái bình ban đêm một con thuyền hoa treo màn trúc xanh khoan thai xuôi theo dòng nước cong đi tới hướng trấn nhỏ mới vừa tiến nhập con sông chia trấn nhỏ làm đôi đã có việc làm ăn tới cửa là một vị lão già phú ông mặc cấm vóc cùng một vị tráng hán trung nên áo đai vải thô nhìn như là lão già có tiền mang theo hộ viện gia đình xuất môn đến uống tử hoa thuyền hoa thuộc loại quy mô tầm trung có năm nữ thuyền ra hai người chèo thuyền hai người đánh đàn đấu rượu còn lại một vị thiếu nữ xinh đẹp tư sắc xuất chúng nhất ngồi ở bên cạnh lão nhân cẩn thận hầu hạ như chim nhỏ nép vào người điều này làm cho lão nhân cầm y thoải mái cười to đưa tay chỉ vào hắn tử thô pháp đối diện thế nào lão tạ nhân kháo y trang vật kháo kim trang cổ nhân nói đâu có sai hắn tử kia không biết là thẹn quá thành giận hay là làm người ngay thẳng từ trong tay cô gái nấu rượu tiếp nhận một chén rượu sau khi cảm ơn nói với lão nhân đừng cứ lão tạ lão tạ ta với ngươi không thân lão nhân là kẻ ra mặt dày thời điểm tiếp nhận rượu nhân cơ hội sờ soạn mu bàn tay một nữ thuyền gia còn không quên nháy mắt với cô gái dịu dàng đó khiến nữ thuyền gia ghê tởm không thôi chỉ là không thể không miễn cưỡng cười vui bỏ qua lão nhân không quan tâm điều này có từ có vị uống miếng rượu người không thân với ta nhưng ta thân với ngươi a tên tuổi của lão tạ tuy ở bên đông bắc nhưng vẫn vang vọng tới phía nam bọn ta mỗi lần cùng lão hữu nói về ngươi sau khi bọn họ biết được ngươi với ta là đồng hương ai ai cũng nhờ ta hỗ trợ giới thiệu nói là đại anh hùng đại hào kiệt bực này không gặp mặt một lần thật sự tức nối hán tử chỉ là nhíu mày không nói cúi đầu uống rượu lão nhân vuốt hai hàng ria mép lúc này ngồi xếp bằng đầu nghiêng lệch nhìn phía trên bờ xa hoa trụy lạc một tay xoay tròn chén rượu một ngón tay vuốt ve tròm râu gương mặt này người ngoài còn thấy đáng khinh hạ lưu như thế nào huống chi lão nhân ngồi xếp bằng đầu gối cố ý chống lên cái mông đầy đạn của cô gái bên cạnh đến cả cô gái quen nhìn cảnh phong hoa tuyết nguyệt còn thấy hối hận không ngồi bên cạnh hán tử trầm mặc ít lời khi lão nhân nâng cánh tay vớt sâu lộ ra một đoạn tay áo các nữ thuyền gia giỏi quan sát ngôn sắc trong thuyền hoa đều có chút thất vọng thì ra trên cổ tay lão nhân có buộc một sợi dây dài màu xanh rêu nếu như mang ở trên tay chỉ đồng coi như có vài phần tinh tế đáng yêu nhưng mang ở trên tay lão nhân thật sự là chẳng ra cái gì cả lão nhân đột nhiên rời mắt hỏi cô gái xinh đẹp bên cạnh những nữ tử hoan tràng như cô có tin thể non hẹn biển hay không không chỉ nàng không biết đáp lại như thế nào mà những nữ thuyền gia khác cũng đều ngơ ngác nhìn nhau không biết lão nhân đang ám chỉ điều gì lão nhân cười ha ha đưa tay chỉ hướng hắn tử đối diện tìm hắn thực đáng tin hắn chính là một vị sơn đại vương quản nhiều đại sơn thể non hẹn biển thể non hẹn biển non núi ở nơi này hắn tử nhíu mày không nói chậm rãi uống rượu không yên lòng lão nhân chỉ chỉ mình thật ra tìm ta cũng tin được trên đời này có tòa lầu rất cao rất cao tên gọi cũng rất khí phách gọi là trấn hải lâu ở bờ biển nhà của ta ngay gần trấn hải lâu hán tử rốt cuộc nhịn không được vẻ mặt không vui họ tào người khoe khoang chuyện này cùng các nàng để làm gì lão nhân chấp chút rượu cắp một đũa đồ ăn nhắm rượu lớp mắt nhìn hán tử kia đúng là tán gẫu cùng những người không hiểu gì như các nàng này mới thú vị khoe khoang cùng người trên sơn thượng mới vô vị bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim trong ánh mắt hán tử tràn ngập vẻ lo lắng buồn đầu uống rượu thể non hẹn biển ở khắp phố phường vương triều thế tục hôm nay bị nhóm thiết thư tiên sinh hành tàu bốn phương nhắc tới nhiều đa số dùng cho tình yêu giữa nam và nữ nhưng hàm nghĩa chân thật của nó dân chúng tầm thường từ lâu đã không biết trên thực tế cách nói này đối với người trên sơn thượng rất quan trọng là chỉ người tu hành có thể lần lượt đứng trước núi biển để thể ước lời thề có được lực ước thúc tuyệt không thể tả so với dân chúng dưới núi mua bán giấy trắng mực đen còn đáng tin hơn núi chỉ cần là ngũ nhạc chính sơn trong quốc cảnh được triều đình sắc phong là được luyện khí sĩ cảnh giới càng cao yêu cầu đối với sơn nhà phẩm cấp sẽ càng cao phần nhiều là đồng minh giữa đại quốc hoặc là khế ước về làm ăn theo thời gian trôi qua hôn ước mai mối dần dần chiếm đa số hải thể lại đã mất đi tuyệt đại bộ phận ý nghĩa bởi vì theo chân long thế gian cuối cùng ngã xuống ngũ hồ tứ hải của hạo nhiên thiên hạ cửu đại bản đồ ngoài cửu châu đều đã mất chủ vương triều thế tục lại không có quyền lực sắc phong ngũ hồ tứ hải chính thần bởi vậy không còn thủy thần danh chính ngôn thuận có thể ra mặt thống ngự năm cự hồ cùng với bốn mặt biển rộng lớn khôn cùng tương truyền mặt trời mọc hướng đông lặn ở núi tây nơi mặt trời mọc ngay tại nơi nào đó giữa đông hải lão nhân họ tào không để ý chút nào đến cảm nhận của hán tử nhắm rượu ăn đồ ăn ăn uống tạo thành tiếng vang rất lớn đưa tay đặt lên trên đùi cô gái bên cạnh cười tùng tìm hỏi vị mỹ nhân tỷ tỷ này có biết hùng trấn lâu không cô gái lắc đầu cái này sao được lão nhân nhẹ nhàng phát lên đùi rán chắc đàn hồi của cô gái nể mặt tiểu đệ ta cho ngươi biết trong thế giới của chúng ta tồn tại chín tòa đại lâu khí vận không biết do ai kiến tạo lần lượt đứng sừng sững ở chính địa phương lần lượt là trấn sơn trấn quốc trấn hải trấn ma trấn yêu trấn tiên trấn kiếm trấn long tám tòa cao lầu này cao ngất trong mây hầu như thông thiên hùng vĩ đều là tên hai chữ duy chỉ có một tòa cuối cùng là ba chữ cổ quái nhất tên là hán tử vỗ trước đũa sắc mặt giận dữ nói đủ rồi tả hi ngươi đã nói xong chưa khi trước đũa chụp vào trên bàn cùng lúc đó toàn bộ nữ thuyền gia đều lâm vào một trạng thái cổ quái cũng không gây trở ngại các nàng hô hấp động tác trên tay cũng thành thạo không trở ngại nhưng mà đối với hai vị khách nhân ngoại hương trên thuyền gần trong gang tấc hoàn toàn giống như nhìn mà không thấy có tay như điếc nếu đã đến nơi này thân phận của hai chúng ta sẽ nhanh chóng bị nhìn thấu tạ thực người tốt xấu cũng là người từ ly châu động thiên đi ra ngoài nếu như cố ý ẩn nấp thân phận ngược lại làm cho người ta hoài nghi chi bằng giống như ta vậy nghênh ngang đi vào trấn nhỏ nói không chừng còn muốn đánh một trận để cho đại ly được học hỏi kiến thức tránh để bọn họ không xem một vị lục điệp kiếm tiền ra gì Tào Hi nói tới đây, nhìn mắt hán tử đối diện, cười hi hi nói, ai cũng nói câu lô châu tạ thực, quang minh lỗi lạc, như đại nhật kiêu dương treo nơi đỉnh đầu, bình sinh không làm nửa chuyện trái lòng, như thế nào, lần này cần phá lệ sao. Tào Hi nghiêng thân thể về phía trước, từ trong một đĩa sứ nhỏ màu hồng và xanh lục, cắp lấy một miếng củ cải muối, cho vào trong miệng không phải chỉ là một món rách nát đồ sứ thôi sao, chỉ cần ngươi mở miệng, lại gật đầu một cái, ta giúp ngươi ra mà giải quyết, tạ thực a à, tạ thực, thực sự không phải ta nói ngươi ngươi nói chúng ta tốt xấu đều lăn lộn đến tầm này như thế nào mà ngươi còn để cho người ta nắm mũi không mất ức a à. hán tử cười nhạo nói thật không sợ chém gió rớt mất lưỡi người mua sứ bản mạng của ngươi cũng là kẻ dễ nói chuyện sao tào hy vẻ mặt kinh ngạc nói sao hả lão tặng ngươi tin tức không đủ linh thông a à, không nghe nói một vãn bối trong nhà của ta vừa mới đính hôn cùng một nữ tử đích hệ của thuần nho trần thị trần thị mời một vị lục gia cao nhân giúp tính một quẻ ngươi đoán thế nào tám chữ to lương nhân mỹ quyến thiên tác chi hợp chuyện này thực không phải ta thổi phồng cái gì, ở châu kia của bọn ta, thực sự không phải là chuyện nhỏ, tạ thực cười lạnh nói, loại chuyện này, tào hy ngươi không ngại ngùng thì thôi, như thế nào còn có thể tỏ vẻ đắc ý, ai cho ngươi ra mặt vậy, tào hy ra dày như tường, hỏi ngược lại, có gì mất mặt, con cháu nhà ta bằng bản lĩnh thực sự lừa được tức vụ, ta làm lão tổ tông, vì sao không vui à, tạ thực hai tay ôm ngực, hí mắt trầm giọng nói, nói đi, đến cùng vì sao muốn kêu ta đến nơi đây, nếu là về chuyện món đồ sứ kia, ngươi không cần nói nữa ta có thể sẽ không đáp ứng ngươi, chuyện nhà mình tự mình xử lý, huống chi ta không tin được Tào hi ngươi. Tào hi ai u một tiếng, đi rụi mắt không hổ là tại đại hiệp danh dự nổi tiếng nhất châu, một thân chính khí nghiêm nghị, thật sự là sắc sỡ lóa mắt, ta phải chạy nhanh chóng rụi mắt, bằng không đã chịu không nổi. Lão nhân nhìn như hoang đường lạ thường này, sợi dây nhỏ màu xanh trên cổ tay kia lại lần nữa hiện hiện ra. Nam bà Sa Châu đều biết, kiếm thuật của Tào hi ở trong kiếm tiên lục địa, không được xem là xuất chúng, nhưng mà thanh bội kiếm của hắn là một món pháp khí, đủ có thể chen chân vào mười thứ hạng hàng đầu một châu trên cổ tay tào hy thật ra đang đeo dòng nước đại giang xứng với danh thực cuồn cuộn mặt chảy nước sông này chính là bội kiếm của tào hy tạ thực đối với tin tức vốn không coi là tin mật của châu khác sớm đã nghe thấy nhưng dù vậy vẫn là trực tiếp hỏi ngươi cần đánh một hồi mới có thể câm miệng tào hy chỉ ăn đồ ăn uống rượu dung đùi đắc ý nói bà sa châu đều nói tào hy ta hỉ nộ vô thường tính tình quái đản tạ thực có phải ngươi cảm thấy con người ta như thế thực không dễ tiếp xúc phải không tạ thực bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần mỗi khi thuyền hoa có khách lên thuyền bàn chuyện làm ăn xong liễu thuyền ra sẽ tháo xuống chiếc đèn lồng treo ở vị trí cố định nơi đầu thuyền ý bảo chiếc thuyền hoa này đã đầy khách không tiếp khách nữa Tào hy quơ quơ trước đũa sai a à, mười phần sai trên đời người không dễ tiếp xúc nhất là người như tạ thực ngươi quá khó thổ lộ tình cảm tạ thực nhắm mắt lại kiên nhẫn của ta có hạn Tào hy khinh thường nói được rồi nói việc chính đi có người không chịu được đại ly tống thị quật khởi tạ thực ngươi cố tình cứng đầu hết lòng tuân thủ hứa hẹn không thể không rời núi thế cho nên chuyến đi đến đảo huyền sơn đã không thể không chỉ hoãn lại không đúng dịp thuần nho trần thị không để yên cho tề tĩnh xuân trước đó liên lụy đến ấn tượng với đại ly cũng cực kém chỉ là hôm nay thay đổi chủ ý nguyên nhân không rõ ta cũng không cần dù sao thuần nho trần thị chẳng những ở chấn nhỏ lấy danh nghĩa bảo bình châu long vĩ quận trần thị xây dựng trường tư còn để cho ta đi một chuyến xa nhà coi như cho tiền lễ hỏi của đứa con cháu kia của ta chính là vì ngăn tạ thực người lại tuy không biết mưu kế cụ thể nhưng mà ta tiếp tục xuất hiện ở trong này, kế tiếp sẽ dễ dàng theo dõi ngươi. Tạ thực không trợn mắt, khóe miệng có chút châm chọc ngươi xác định ngăn được. Tào Hy cuối cùng cũng ăn xong một chồng các đĩa thức ăn nhiều màu sắc, buông đũa, đã định liệu từ trước, ta không xác định có thể đánh nổi ngươi hay không, nhưng mà khẳng định ta ngăn được ngươi. Tạ thực đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, một vị kiếm khách tướng mạo trẻ trung, bên hông không treo trường kiếm, hoặc đeo trường kiếm dọc trên lưng, mà là để ngang trường kiếm ở phía sau, hai khuỷu tay lười biếng để ở trên vỏ kiếm, cứ như vậy mà mỉm cười đối diện cùng tạ thực người này ở phủ đệ treo tấm biển tú thủy cao phong của nữ quỷ mặc áo cưới kiếm chưa ra khỏi vỏ đã giống như sơn mạch trong túi áo bị hắn rời đến trước người cưng sán đỡ một kiếm sắc bén của lục địa kiếm tiền ngụy tấn ở hồng trúc trấn hắn cùng a lương đã gặp mặt uống rượu ở trên thuyền qua tú hoa giang hắn lại cùng trần bình an chào hỏi lúc ấy hình như vẫn là lần đầu tiên trần bình an ôm quyền hành lễ cùng người khác cuối cùng cũng là hắn cùng một gã thuộc hạ lưu ngục mang theo kỳ đôn sơn ngụy bách đi hướng long tuyền lúc ấy thần tiên đài ngụy tấn xưng hô với hắn là ai đó của mặc ra. trần bình an đối diện thanh hoè mộc kiếm ngồi ở trong phòng thật lâu cuối cùng hắn phát hiện như thế nào cũng không thể tĩnh tâm đọc sách không được luyện chữ không được thậm chí ngay cả đi cọc đứng cọc cũng đều không được vì thế trần bình an đeo gùi lên xếp hoè mộc kiếm lại rời khỏi tổ trạch sau khi đi ra ngõ nê bình lập tức chạy tới lạc phách sơn đợi đến khi hắn xuất hiện ở trước trúc lâu tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng vái hồng phấn đều chấn động trần bình an đi lên lầu hai trúc lâu lập tức tĩnh tâm lại nữ đồng váy hồng phấn muốn đuổi theo bị tiểu đồng áo xanh tóm lấy cổ hắn nhẹ giọng giáo huân nói ngươi thật là khờ a à, không nhìn ra lão gia tâm tình không tốt lắm sao nữ đồng váy hồng phấn vẻ mặt ngơ ngác tiểu đồng áo xanh túm nàng ngồi ở trên ghế trúc nhỏ nói rất thành khẩn với kiểu tính tình của chúng ta lão gia cũng chỉ có hai loại tình huống mới có thể để cho hắn phong bình thường như vậy nữ đồng váy hồng phấn vảnh tay lên chăm chú lắng nghe tiểu đồng áo xanh đưa ra một ngón tay hạ giọng nói nhỏ một loại tình huống là đã đánh mất tiền hơn nữa số lượng không nhỏ nữ đồng váy hồng phấn cũng tán thành sâu sắc tiểu đồng áo xanh cười xấu xa nói cái nữa chính là lão gia bị tổn thương tình cảm rất nặng ví dụ như một người chăn trở cô đơn khó ngủ đột nhiên nổi lên mong muốn chạy tới thổ lộ cùng nguyễn tú cô nương kết quả bị nàng cự tuyệt hoặc là khi thổ lộ cùng cô nương ấy được một tức lại muốn tiến một thước muốn hôn lên miệng ôm chặt một cái sau đó bị nguyễn cô nương đánh một bạt tai mắng câu đồ lưu manh làm hại lão gia chúng ta tức giận đầy người đành phải đến chúc lâu để dịu lại bớt nữ đồng váy hồng phấn nửa tin nửa ngờ nói lão gia sẽ không làm chuyện như vậy tiểu đồng áo xanh ai thán một tiếng ngươi không hiểu nam nhân bọn ta đâu trần bình an ngồi xếp bằng trên lầu hai xuyên qua khe hở lan can nhìn về phía phương xa hòe một kiếm đặt ngang ở trên đầu gối hắn lấy ra khối kiếm phôi màu bạc kia ra cúi đầu nhìn đó chăm chú khác với động tĩnh khác thường khi ở trong ngõ nê bình lúc này kiếm phôi im lặng như vật chết không biết vì sao trần bình an đã tâm cảnh tường hòa thậm chí so với thời điểm luyện quyền bình thường còn tâm ổn hơn đầu não thanh minh suy nghĩ trong suốt trần bình an một lần nữa ngẩng đầu nắm chặt kiếm phôi trong lòng bàn tay giọng điệu bình tĩnh nói không là của ta cho dù ở dưới lòng bàn chân ta sau khi ta nhạt được chỉ biết chủ động tìm người mất của trả lại cho người ta là của ta thì là của ta ngươi cũng không thể đi đâu hết cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời ta cũng sẽ tìm bắt ngươi trở về kiếm phôi màu bạc dần dần trở nên ấm áp không bao lâu sau liền nóng bỏng trần bình an cắn chặt răng chỉ là một tay nắm chặt nó một tay khác nhẹ nhàng đặt ở trên thân hoài mộc kiếm chống đỡ cảm xúc nào đó đến sau lại đã không thể không cắt gao nắm lấy thân kiếm lòng bàn tay bị cháy đỏ bừng một mảng từ lúc nào đau thấu tin gan thần hồn rung động kiếm phôi cháy mang đến đau đớn ngoại trừ ra thịt huyết nhục càng nhiều là một loại khủng bố giống như nước đúc đồng tan chảy dưới vào trong lồng ngực phương pháp vận chuyển 18 tám đỉnh kiếm khí tự nhiên bắt đầu chảy xuôi lần lượt đánh sâu vào những ngơ khí phủ khiếu huyệt được đặt tên khác với bây giờ liều chết chống chấn động do cơn nóng bỏng đó vang đến trước đó trần bình an vẫn đình trệ ở giữa sáu bảy chết sống không thể đột phá được bậc cửa đó. Bất luận Trần Bình an luyện quyền luyện cọc như thế nào, cùng tiểu đồng áo xanh luận bàn rèn luyện khí lực như thế nào, cũng vô dụng, không thể vào được ngưỡng cửa đó. Trần Bình An vì tận lực giảm bớt cảm giác đau đớn, thân hình hắn kịch liệt run rẩy, bắt đầu không thể không kiệt lực phân tâm suy nghĩ chuyện khác, suy nghĩ nội dung điển tịch thánh hiền thôi đông sơn lớn tiếng đọc diễn, suy nghĩ về chữ viết trong phương thuốc của đạo nhân trẻ tuổi Lục Trầm, nghĩ đến phong tuyết miếu ngụy tấn một kiếm phá không phá vạn pháp, tưởng tượng cảnh tượng kỳ dị phi kiếm bạch hồng đánh xuân diệp thu phong hôm nay trong ngõ nên bình từng chuyện từng chuyện suy nghĩ như trước đều là không hề có ích trần bình an trừ huyết nhục mơ hồ trong lòng bàn tay dính chặt lấy kiếm phôi còn bắt đầu thất khiếu đổ máu cái này còn chưa hết lỗ trên lông rất nhỏ trên da thịt toàn thân bắt đầu chảy ra tơ máu cuối cùng ngưng tụ thành một huyết trầu nhìn thấy gây người bề ngoài thê thảm bên trong càng thêm không chịu nổi kinh mạch giữa các khí phủ trong cơ thể giống như bị vó ngựa thiết kỵ dẫm lên lầy lội văng khắp nơi trần bình an cuối cùng nghĩ tới một vị cô nương hắn mỉm cười trong lòng cũng chỉ có thể cười trong lòng bởi vì khuôn mặt trần bình an đã bị vặn vẹo thành một khuôn mặt thần sắc cứng ngắc dữ tợn không thể nào có thể thay đổi được trước nào trần bình an vẫn như cũ chịu đựng nỗi thương đau thần lớn từ đầu tới đuôi không rên một tiếng ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ đần độn mơ mơ màng màng trần bình an nghĩ tới từng người một cưỡi ngựa xem hoa người nào thân thuộc cảnh tượng hình ảnh sẽ tương đối rõ ràng lâu dài hơn không quen thuộc sẽ trượt loái rồi biến mất có niềm vui có ngưỡng mộ có tôn kính có sợ hãi, có chán ghét, có phản cảm, có đáng thương, có cửu hận, có nghi hoặc thùng thùng thùng, như có người dùng ngón tay gõ vang trái tim thiếu niên, như là đang muốn hỏi điều gì nơi bản tâm của mình. Thiếu niên chỉ còn tồn tại một tỷ ý thức chống đỡ không muốn nhận thua, chỉ có thể lấy tiếng lòng đáp lại, đáp án ngay cả chính hắn cũng không biết, sức người đã cạn kiệt, chân bình an lốt của không chống đỡ được, đổ về phía sau, cái ót làm mẻ một miếng nền làm bằng trúc xanh, thoáng cái tỉnh táo vài phần, ong 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 chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến một trận động tính cổ quái thân người là tiểu thiên địa bỗng nhiên nổi lên tiếng kiếm bất bình sau khi trần bình an hoàn toàn chết ngất ngay cửa cầu thang giữa lầu 1 và lầu 2, tiểu đồng áo xanh rốt cuộc buông cánh tay nữ đồng vái hồng phấn ra người sau chạy vội tới nước mắt đầy mặt khóc mếu máo như mèo con nàng vừa bắt mạch cho trần bình an xem xét hướng đi của thần hồn vừa quay đầu nước nở nói vì sao ngươi muốn cản ta ngươi vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói nếu như lão gia chết ta sẽ liều mạng với ngươi tiểu đồng áo xanh mặt trầm như nước gọi ngươi là cô ngốc còn không phục lỗ mãng quấy dày trần bình an vận chuyển khí cơ ngươi sẽ bị cỗ kiếm khí kia coi là kẻ địch đánh chết khiếp ngươi không nói còn có thể chậm trễ thời cơ trần bình an chứng đạo nói không chừng sẽ hại chết hắn vốn đang là một cơ duyên tốt lại bị ngươi biến thành một chuyện tai họa nữ đồng vái hồng vấn thương tâm nước nở nói lão gia toàn thân đều là máu lão gia sắp chết rồi bây giờ ngươi thỏa mãn chưa ta không ngốc ngươi ham muốn xả đàm thạch của lão gia lão gia không nên mang ngươi trở về ngươi rất vô lương tâm lão ra tốt với chúng ta như vậy. Tiểu đồng áo xanh nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xổm trên lan can trúc xanh, tức giận nói, Trần Bình An không chết, những gì ngươi nói ta bỏ qua, ngươi chỉ có chút đạo hạnh, biết cái dám gì. Tiếng khóc của nữ đồng váy hồng phấn càng ngày càng nhỏ, bởi vì nàng phát hiện hai cỗ khí cơ trong cơ thể Trần Bình An, sơ kỳ có vẻ rối loạn lung tung, nhưng mà dần dần có xu hướng ổn định, giống như một hồi sơn thủy gặp nhau, tuy ngay từ đầu thủy thạch đánh nhau, bắn ra ngàn tầng sóng, kích động không thôi, khí tượng hiểm trở nhưng mà theo thời gian trôi qua, đã trở nên vững vàng an bình, hồn phách thần ý bởi vì thống khổ mà kịch liệt run rẩy cũng được chấn an, bắt đầu từ kêu rên biến thành nước nở. chân Bình An buồn ngủ nặng chữ mắt, khuôn mặt ngăm đen vặn vợ dữ tợn từ từ khôi phục lại bình thường, cuối cùng đúng là giống như trẻ con còn quấn tạ lót, ngủ cực kỳ ngọt ngào say đắm. Nữ đồng váy hồng phấn vui sướng vạn phần, mặt đầy nước mắt, nói nhỏ với tiểu đồng áo xanh, lão gia không có việc gì, thật sự đúng là đang ngủ. Tiểu đồng áo xanh liếc mắt xem thường, đứng lên, xem lan can là lối đi, bắt đầu toàn bộ. Sau khi Trần Bình An ngất đi, nữ đồng vái hồng phấn hoàn toàn không còn người chủ đạo, đành phải xin tiểu đồng áo xanh giúp đỡ kế tiếp làm sao bây giờ. Tiểu đồng áo xanh đi tới đi lui trên lan can, trầm ngâm không nói, nói thật hắn chỉ mơ mơ hồ hồ biết đại khái, sau đó xử trí Trần Bình An như thế nào, còn thật sự không dám hạ kết luận bừa bãi. Hắn thật sự thèm nhỏ dãi xà đàm thạch của Trần Bình An, nhưng nếu nói kêu hắn rộng đầu bìm leo, làm ra hành vi bỏ đá xuống giếng, thật đúng là khinh thường hắn vị hảo huynh đệ của ngự giang thủy thần hắn tha rằng sau khi thẳng mặt một quyền đánh chết trần bình an quang minh chính đại đoạt xà đàm thạch chất cao tiểu trái núi nhỏ cũng sẽ không lén lút làm việc đi ra lan lộn giang hồ cần phải để ý chút đạo nghĩa cái này vẫn là quy củ giang hồ hắn tuân thủ nghiêm ngặt trong một lần say mềm thủy thần huynh đệ từng nói với hắn nói một câu ngôn ngữ đạo tạc có học vấn giang hồ đạo nghĩa không cần nhiều lắm nhưng vẫn nên có một chút nếu không có chút đạo nghĩa nào thì chính là một chân long sớm hay muộn cũng phải chết đuối ở trong giang hồ tiểu đồng áo xanh tâm thần dùng mình sau đó trước mắt tối sầm lại ngẩng đầu nhìn phát hiện một vị thần tiên áo trắng đứng ở bên cạnh mình trên mặt mang theo nụ cười khó ưa đang nhìn xuống mình người tên là ngụy bách kia mỉm cười nói với tiểu đồng áo xanh tiểu thủy xà ngươi không muốn giết lão ra nhà ngươi ta thực bất ngờ tiểu đồng áo xanh chịu không nổi nhất chính là khuôn mặt tươi cười anh tuấn của người kia giống như hai người sinh ra đã kỵ nhau nhất là khi ngụy bách dùng giọng điệu bề trên để trêu chọc mình hắn nhịn không được chửi ầm lên nói trước kia không cưỡng gian mẹ ngươi lão tử thực hối hận bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim ngụy bách phất tay áo tiêu sái nhảy xuống lan can trong lúc đó vỗ nhẹ đầu tiểu đồng áo xanh đầu một cái cười ha ha nói nghịch ngợp cái vỗ nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ lại khiến tiểu đồng áo xanh hai chân tung ra đặt mông ngã ngồi trên lan can đau đến nỗi nó phải ôm đụng quần nhăn răng trợn mắt nếu đổi thành địa phương khác cho dù là một ngọn núi đồng núi sắt cũng có thể bị hắn ngồi sập nhưng tiểu trúc lâu này là dán chắc vững chắc không như bình thường ngụy bách ngồi ở bên cạnh trần bình an một tay cầm lấy cổ tay trần bình an mạch tượng trầm ổn là dấu hiệu tốt nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng hỏi ngụy tiên sư bên ngoài trời lạnh có cần chuyển lão ra nhà ta vào trong phòng hay không ngụy bách cười nói ngươi là dòng giống giao long tiên thiên đối với hẻ nóng đông lạnh có sức chống đỡ vô cùng tốt cho nên có thể cảm giác không sâu thật ra tòa trúc lâu có một ưu việt chính là đông ấm hạ lạnh mặc dù là một thường nhân ngày tuyết rơi nhiều ở trong trúc lâu cởi hết quần áo cũng sẽ không tổn thương gần cốt do giá rét cho nên cứ để lão gia nhà ngươi nằm ngủ ở trong này không động chạm chút nào tới hắn sẽ càng thêm vào đáng nữ đồng váy hồng phấn nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng cúi đầu trí tạ ngụy bách ngụy bách không để ý chuyện này cười hỏi trần bình an có mang theo quần áo sạch sẽ để tắm rửa hay không nữ đồng váy hồng phấn lắc đầu nói lần này lão ra lên núi hẳn là không định ở lại bao lâu trong gùi không xếp theo quần áo ngụy bách nhíu nhíu mày nhìn quần áo trên người trần bình an giống như là từng ngâm trong máu loãng đến khi tỉnh lại còn mặc một thân như vậy khẳng định không phải chuyện hay ho liền đề nghị các người đi tới chấn nhỏ mua quần áo cũng được đến ngõ nê bình lấy quần áo cũng được đi nhanh về nhanh trần bình an hẳn là không lâu nữa sẽ tỉnh lại nữ đồng vái hồng phấn ồ một tiếng liền muốn rời khỏi tiểu đồng áo xanh ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn thẳng ngụy bách ta không tin được ngươi ngụy bách suy nghĩ vậy ngươi lưu lại đây tiểu đồng áo xanh vứt cho nữ đồng vái hồng phấn một thỏi vàng ngoài việc mua quần áo mới cho lão ra cũng chuẩn bị mấy bộ cho hai chúng ta nữ đồng vái hồng phấn cười nói ta không cần tiểu đồng áo xanh cao mày nói ta phải khách khí với ngươi một chút nữ đồng vái hồng phấn có chút thương tâm nhanh như chớp chạy xuống trúc lâu chạy vội xuống núi sau đó tiểu đồng áo xanh an vị ở trên lan can đưa lưng về phía trần bình an nằm trên đất cùng ngồi với ngụy bách trong mối tơ vò trần bình an ngủ chừng một ngày một đêm mới tỉnh lại sau khi tẩy trừ thay quần áo sạch sẽ cả người thần thanh khí sàng, không mang giày rơm hắn đi chân chất đứng ở trong hành lang tầng hai trúc lâu bàn chân phủ kín một tầng vết chai dày như sắt đá vết chai sớm nhất từ tuổi ấu thơ là bị giày rơm thâu giáp ma sát mà thành sau lại bị sỏi cắt núi đá cỏ cây gai góc từng chút một thêm dày thêm giữa bùi tóc của trần bình an còn cắm cây châm bạch ngọc có tám chữ nhỏ hắn tự tay khắc dấu hắn ôm ấp hoài một kiếm nhìn ra xa phía nam suy nghĩ xuất thần ngụy bách đã phòng trở về mang theo một ít dược liệu để cho nữ đồng vái hồng vấn giúp đỡ nấu thuốc dùng để ôn bổ nguyên khí cho trần bình an trần bình an có thói quen chuyện gì cũng đều mình giải quyết muốn tự mình động thủ nàng chết sống không cho khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đỏ bừng bộ dáng như giống tố sắp đến phát thương chân bình an chịu không nổi điều này đành phải ngượng ngùng bỏ qua tiểu đồng áo xanh chạy ra chung quanh dạo chơi như là một người đứng đầu quốc gia đang tuần tra bản đồ hôm nay hắn đi đến sơn thượng đỉnh núi bên kia có tòa sơn thần miếu thờ phụng một pho tượng sơn thần kỳ quái có cái đầu hoàng kim từ miếu chưa làm xong còn sót lại chút hạng mục công việc cuối cùng cho nên bên kia có đại ly công bộ nha môn quan lại tu sĩ nghe theo điều lệnh triều đình phụ trách hỗ trợ cộng thêm thanh niên trai tráng chấn nhỏ cùng di dân phạm tội ngư long hỗn tạp giờ phút này ngụy bách đứng ở bên cạnh trần bình an cười nói va chạm lung tung mà vượt qua như vậy tốt xấu gì cũng không bị tội không công cuối cùng giáp tăm cảnh rồi trần bình an gật đầu nói so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều vốn tưởng rằng ít nhất ít nhất cũng phải mất ba năm năm không nói chuyện nữa không có hứng đi đây ngụy bách không khỏi mỉm cười dùng đùi đắc ý bỏ đi lần này không có bay tới bay lui chạy bộ xuống cầu thang từng bước một lắc lư rời đi sau khi bóng người ngụy bách biến mất trần bình an vỗ vỗ vùng ngực lẩm bẩm ta biết ngươi có vẻ không cam lòng không muốn ở bên cạnh ta trần bình an nói nhỏ kiếm tu tào tuấn kia nhất định có chỗ hơn người mới có thể khiến người kích động như vậy quả thật bình thường kiếm tu bắt cảnh cửu cảnh một vị sơn thượng thần tiên lớn như vậy đương nhiên mạnh hơn nhiều so với ta nhưng mà biết sao được ngươi là do văn thánh lão gia tặng cho ta cho nên trước khi ta chết ngươi cũng không thể đi đâu hết ngực trần bình an truyền đến một trận đau thấu tim ít hầu khẽ nhúc nhích muốn phun ra một ngụm máu tươi trần bình an cắn chặt răng mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu tươi kia mơ hồ không rõ nói rằng tuy ta không biết chân tướng như thế nào, nhưng mà đại khái ta đoán được, ngươi có thể dễ dàng giết ta, nhưng vì nguyên nhân gì đó, không thể giết ta, cho nên tình cảnh của ngươi thực khổ sở, đúng không? Sau một lát, Trần Bình An dùng nắm tay lau đi hai dòng máu chảy ra từ lỗ mũi không sao, ta còn mấy bộ quần áo sạch sẽ trên núi, hơn nữa tiểu nha hoàn của ta là hòa mãng, quần áo cởi ra lập tức giặt sạch, có thể phơi nắng tại chỗ, mặc tiếp, ngươi có bản lãnh cứ tiếp tục tán loạn giữa khí phủ, chút đau đớn ấy, ha ha, không phải Trần Bình An ta chém gió với ngươi thực không đáng giá gì thời điểm ta năm tuổi từng nếm được trải đau đớn hơn nhiều bụng quặn đau một trận lật sông nghiêng biển trần bình an trên trần đứng trong hành lang chỉ ôm lấy hòe một kiếm trong lòng ánh mắt kiên nghị chỉ là tiếng nói khó tránh khỏi khẽ run nếu ta kêu một tiếng đau về sau người chính là tổ tông ta 18 khí phủ 18 quan ải trong đó giữa 6 và 7, giữa 12 và 13, giống như tồn tại hay lạch trời không thể vượt qua. Trước đó Trần Bình An vận chuyển khí tức, chỉ có thể một hơi trải qua 6 khiếu huyệt, tuy khí cơ còn không đạt tới độ nào mạnh hết đà, nhưng mà tựa như đã không có con đường phía trước, chỉ có thể một đầu đánh vào vách tường, nhiều lần quay về vô ích. Lần này sau khi dung nhập kiếm phôi màu bạc từ bàn tay vào trong lòng, vẫn không thể liền mạch lưu loát đụng đến tòa hùng quan cửa ải hiểm yếu thứ bảy, nhưng mà ở giữa sáu bảy, tựa như bình cảnh nơi đó đã hơi lỏng ra, giống như có người đang cẩn trọng sửa đường lát cầu, quang cảnh bờ bên kia, bắt đầu có thể mơ hồ thấy được, sau mỗi một lần càng gần thêm, hơn nữa so với luyện quyền đi cọc rèn luyện khí lực, kiếm khí ở trong cơ thể tùy ý tung hoành, hiệu quả càng thêm rõ rệt khiến cho trần bình an không thể không chú ý tu luyện trong ngoài tựa như một tòa đại sơn trần bình an trước đó vẫn muốn mở núi làm đường nhưng mà không thể nào xuống tay vượt mọi trông gai tiến triển thật chậm kết quả sau khi kiếm phu nhập khiếu tựa như tiểu đồng áo xanh hiện ra chân thân du tẩu giữa sơn lĩnh tự nhiên mà xuất hiện một sơn đạo thô giáp vô cùng trần bình an chỉ cần đi theo sau mông nó không ngừng tu bổ đào lấp là đến nơi trần bình an không sợ chịu khổ nhưng mà trên đời này không có mấy ai thực sự thích chịu khổ trần bình an đương nhiên không ngoại lệ nhưng mà nếu như chịu khổ có thể đổi lấy ưu việt trần bình an sẽ không chút do dự tự mình trước lấy cực khổ bởi vì nhiều năm cô độc sống trong khổ sở trần bình an hiểu rõ một đạo lý trong cuộc đời rất nhiều người làm rất nhiều chuyện chịu khổ chính là chịu khổ chỉ là chịu khổ mà thôi có công mài sắt có ngày nên kim còn phải xem lão thiên gia thích ngủ gật có đáp ứng hay không hay là muốn đặt đại bộ phận trách nhiệm lên trên cửa hàng thợ rèn nhà nguyễn cô nương người núi lạc phách sơn rất phức tạp trần bình an thật sự lo lắng trước đó nếu không phải có lý hy thánh chân bình an dù là ở cửa nhà mình nơi ngõ nê bình chỉ sợ phải chịu thiệt thòi lớn khó trách điều đồng áo xanh có hay không có việc gì cũng đều nhắc tới câu cửa miệng giang hồ hiểm ác đầu chân bình an lắc về hướng bên cạnh một cái đột nhiên đưa tay bịt miệng lại máu tươi từ khe hở thầm thấu ra chân bình an há to miệng hít thở mở lòng bàn tay ra một bãi đỏ tươi chân bình an cam giận nói kế tiếp ta muốn xuống núi đi tu sửa phần mộ cho cha mẹ ta trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời ngừng chiến thế nào kiếm phôi vốn đang muốn tiếp tục va chạm với vách tường khí phủ khiếu huyệt chậm rãi bình tĩnh trở lại như là ngầm đồng ý với thỉnh cầu của trần bình an sau đó trần bình an một mình xuống núi lưng đeo gùi xếp hầu hết đồ đạc vào đến cửa hàng thợ rèn tìm được nguyễn tú không thể không để cô hỗ trợ giúp đỡ đem đống đồ đạc vào trong căn phòng vách đất sau khi nghe nói trần bình an muốn sửa mộ nguyễn tú muốn giúp đỡ trần bình an lắc đầu không đồng ý nói chuyện không lớn hắn bỏ tiền mời vài thợ nghề tới là đủ rồi hơn nữa số tiền này hắn trả được nguyễn tú cũng không cố này chỉ nói nếu cần hỗ trợ cứ nói với cô một tiếng không cần khách khí trần bình an cười khổ mà nói nếu thực khách khí với cô thì lần này đã không chạy tới cô gái nở nụ cười trần bình an không còn gì phải băn khoăn nữa mang theo bạc đi tới trấn nhỏ nhanh chóng tìm được người sau đó lão thợ già có hỏi một chút về quy củ cùng lễ tiết tu sửa phần mộ đàm phán xong giá cả chọn ngày hoàng đạo mà bắt đầu khởi công trần bình an từ đầu tới đuôi đều theo sát có thể hỗ trợ giúp đỡ thì hỗ trợ những chuyện không tiện tham gia tuyệt không nhúng tay vào tất cả nghe theo lão thợ già dặn dò sắp xếp ước chừng là thiếu niên đưa bạc quá nhiều hơn nữa bình thường làm việc chung cũng ăn ý thiếu niên mang đến cho nhóm thợ cảm giác cũng đủ thành tâm cho nên tất cả thuận lợi cũng không có gúc bác gì cuối cùng phần mộ được tu sửa tỉ mỉ cẩn thận không tốt nhiều hơn so với nhà bình thường chứ đừng nói gì tới hào hoa nhưng mà chữ trên mộ bia đều là trần bình an thức suốt đêm tự mình khắc lên sau khi kết toán sau trần bình an xoay người cảm tạ nhóm thợ cuối cùng một mình mang theo tế phẩm trở về mộ phần khi trần bình an đặt mua tế phẩm do so dự một chút tiện thể mua một bình rượu ngon khi kính rượu cha nơi mộ phần nhìn phần mộ mẫu thân phía bên kia gãi gãi đầu nói mẹ hình như cha chưa từng uống rượu mẹ để cho cha uống một lát nha sau đó hơi hơi quay đầu cười nói với mộ phần phía bên kia cha nếu không quen uống rượu hoặc là chọc cho mẹ không vui cứ báo mộng cho con lần tới con sẽ không mang rượu tới nữa trần bình an rót hết bầu rượu đó xuống đất lau mặt nhếch miệng nói cha mẹ hai người không nói lời nào con sẽ coi như hai người đồng ý rồi sau đó trần bình an đi thăm mộ phần thần tiên quen đường quen lối bái lạy mấy pho tượng thần trần bình an không phung phí sửa đường lát cầu mà lựa chọn mộ phần thần tiên này lấy danh nghĩa nguyễn tú thuê thợ tu sửa pho tượng thần đã rách nát siêu vẹo hắn ra tiền nàng ra mặt nguyễn tú không hiểu vì sao nhưng cũng không truy hỏi gì chỉ là gật đầu đồng ý sau khi trải qua lần hạo kiếp trước đó lần đó trong màn đêm toàn bộ dân chúng trấn nhỏ đều có thể nghe được tiếng nổ bạo liệt của mộ thần tiên không khác gì tiếng pháo sụp đổ tượng thần càng lúc càng thưa thớt cũng càng bị tàn phá hơn trần bình an nghe theo đề nghị của nguyễn tú lần này tu sửa đại quy mô trên nguyên tắc là sửa giống như cũ tận lực giữ lại nguyên trạng nếu không thể cam đoan trở lại như cũ cũng chỉ bảo đảm tượng thần được dựng lên lại lần nữa sẽ không bị sập tiếp tuyệt không được tùy ý bóp méo cho nên vì thế lâm thời dựng từng tấm mái che bằng trúc che gió chắn mưa thỉnh thoảng trần bình an sẽ đi đến hai cửa hàng hẻm kỵ long ngồi một lát sau đó cứ như vậy bận rộn liên tục trước đêm 30 tết Trần Bình An đặc biệt đến Lạc Phách Sơn một chuyến, đi tìm hiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng vái hồng phấn. Sau khi Nguyễn Tú biết được tin tức này, nói là vừa hay cô muốn đi giám sát công việc xây phủ trên thần Tú Sơn, vì thế cùng Trần Bình An vào núi, sau đó vẫn chưa mỗi người đi một ngả, mà là trên đường thay đổi chủ ý, nói là muốn đi xem thử trúc lâu nhà Trần Bình An, lần trước chỉ mới nhìn sơ qua, giờ muốn xem xét kỹ hơn, Trần Bình An đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời điểm Trần Bình An cùng Nguyễn Tú xuất hiện ở chân núi, tiểu đồng áo xanh liền đứng ở trên làn can chật chật lấy làm kỳ lạ hai đỉnh núi hùng vĩ đối trì phong cảnh tuyệt mỹ tráng quan nữ đồng váy hồng phấn cưỡng gót chân nhìn phía phương xa thắc mắc nói là phách sơn ở hướng nam không có hai đỉnh núi gì hết tiểu đồng áo xanh quay đầu liếc mắt nhìn nàng mặt cười xấu xa nói ngươi còn nhỏ thôi hắn hai tay ôm lấy cái ót hai chân cắm dễ bất động thân thể lắc lư trên bàn đu dây trước sau lan can lẩm bẩm nói cô nương tốt như vậy biết tìm ở đâu rõ ràng là phần độc nhất trên trời dưới đất lão gia nếu ngươi không biết quý trọng sẽ bị trời phạt thật sự lời này ta nói đúng lương tâm nữ đồng váy hồng phấn cũng rất đồng tình nói tú tú cô nương thật sự rất tốt trần bình an cùng nguyễn tú chậm rãi lên núi nguyễn tú nói trước đó nàng có nhận được thư của trầm đầu dịch trạm sau đó quả thật có lão đạo nhân mù mắt mang theo thiếu niên què chân cùng tiểu cô nương mặt tròn tiến vào trấn nhỏ đến cửa hàng ngõ kỵ long tìm nàng nhưng mà thầy trò ba người nhanh chóng tiếp tục đi về phương bắc nói là muốn đi kinh thành đại ly thử thời vận Trần Bình An nhớ lại vị lão đạo nhân từng chung hoạn nạn kia, liền nghĩ tới Lâm Thủ Nhất, cùng với Vân Thượng Lang Lang thư hán tu hành, liền hỏi nàng một ít chuyện có liên quan ngũ lôi chính pháp, chỉ tiếc Nguyễn Tú đối với điều này cho tới bây giờ không có hứng thú, không biết nhiều lắm, chỉ có thể nói chút tin về hè gì đó và thôi. Trong lúc nói chuyện phiếm, Trần Bình An biết được Nguyễn sư phụ trong năm nay thu được ba đệ tử ký danh, một vị thiếu niên mi dài, họ Tạ, tuy nhiều thế hệ cư trú ở ngõ Đào Diệp, nhưng mà đến đời của hắn, gia đạo xa sút, nếu không tiến vào thợ rèn cửa hàng, sẽ phải bán đi tổ trạch chuyển tới ngõ hẻm còn lại hắn còn có một tỷ tỷ cùng một đệ đệ một vị nam từ trẻ tuổi không thích nói chuyện trở thành đệ tử ký danh lâu nhất của cha nguyễn tú trận tuyết lớn đầu tiên khi mùa đông bắt đầu quỳ gối bên cạnh giếng nước suốt một ngày một đêm khẩn cầu nguyễn cung thu đồ đệ hắn không mảy may động đậy đầy người tuyết trắng có thể là chân thành đến cảm động được đất trời nguyễn cung đồng ý cho hắn tiến vào cửa hàng đúc kiếm rèn sắt sau thiếu niên họ tạ một cô gái đến từ phong tuyết miếu trở thành đệ tử thứ hai dựa theo cách nói của nguyễn tú cô nương ở phong tuyết miếu kia thuộc loại thiên tư thường thường giống như phạm và đại sai bị trục xuất khỏi sư môn nên mới tìm đến nguyễn sư tự lập đỉnh núi sau đó nguyễn cung nói nàng thật ra tâm trí bất định làm chuyện gì theo bản năng đều muốn tìm được một đường lui trước có thể giữ lại nàng thậm chí có thể chỉ điểm nàng kiếm thuật nhưng mà có thể sẽ không thu nàng làm đồ đệ nàng ở thợ rèn cửa hàng làm tạp dịch thật lâu có một ngày tự mình chém rớt ngón cái tay cầm kiếm mặt trắng bệnh nàng tìm được nguyễn cung nói từ hôm nay trở đi nàng bắt đầu luyện kiếm tay trái làm lại từ đầu nói đến đây nguyễn tú vẫn giữ thần sắc bình tĩnh giống như là đang nói về con gà mái già cùng đám gà con lông xù dưới ánh đèn tối trần bình an cũng không có ý thức được điểm ấy trong ấn tượng của hắn vị cô nương này rất tốt tốt đến làm cho người ta không moi ra được nửa điểm xấu nào trần bình an lúc ấy càng nhiều là đang tự hỏi chuyện có liên quan sơn thượng trần bình an biết chỉ cần có thể trở thành người trong tu hành vốn dĩ không có ai đơn giản ngay bên cạnh hắn có lâm thủ nhất phu lộc tạ linh việt lại càng là thiên tri kiêu tử nhưng mà thông qua đôi câu vài lời với Thôi Đông Sơn, cùng buổi nói chuyện phiếm với Nguyễn Tú, Trần Bình An Đại để hiểu được một việc, mặc dù là thành công lên núi, làm thần tiên trong mắt dân chúng, thật ra vẫn sẽ bị phân ra ba bảy loại, cấp bậc nghiêm ngặt, thì ra chuyện tu hành, mở đầu gian nan, giữa trường gian nan, đến cuối cùng vẫn là gian nan. Đối với điều này, Trần Bình An gần đây coi như đã thể hội được một chút, bởi vì sau khi sửa mộ phần xong, kiếm phôi bắt đầu gây chuyện, khi thế càng thêm rào rạt trong khiếu huyệt của Trần Bình An quả thực chính là đánh thẳng về phía trước, thế như trẻ tre, cho nên ở bên trấn nhỏ ngõ Nê Bình lại có thêm một tên đi đường thường xuyên lảo đảo, như là uống say hoặc là khó hiểu ngồi xồm bên mộ thần tiên ho khan, bằng không chính là ở trong tổ trạch đóng cửa không ra, lăn lộn trên chiếc giường ván gỗ. Tới gần chúc lâu, Nguyễn tú hỏi: tối ba mươi Tết, người cũng sẽ lên sơn thượng chứ? Trần Bình an lắc đầu nói: chắc là không, chắc là phải đi tới bên ngõ Nê Bình để mừng năm mới. Ngày đó trước tiên lên thăm mộ, trở lại tổ trạch còn phải dán câu đối xuân, chữ phúc môn thần làm cơm tất niên còn phải gác đêm sáng sớm bắt đầu đốt pháo hơn nữa hai cửa hàng hẻm kỵ long cũng cần dán giống vậy có nhiều lắm việc cần hoàn thành đến lúc đó khẳng định sẽ bề bộn nhiều việc nguyễn tú hỏi ta đến giúp ngươi trần bình an cười lắc đầu không cần không cần nghe thì có vẻ rất bận thật ra sự tình rất đơn giản tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn nghe nói phải xuống núi đến ngõ nê bình mừng năm mới không ý kiến gì thời điểm trần bình an thu dọn hành lý đột nhiên hỏi dán câu đối môn thần ở trúc lâu sẽ không khó coi chứ tiểu đồng áo xanh chém đinh chặt sát nói đương nhiên khó coi đỏ với xanh lá quả thực chính là tục không thể tả lão gia chuyện này ta kiên quyết không đồng tình nữ đồng váy hồng phấn cũng nhẹ nhàng gật đầu nhận định cái nhìn của tiểu đồng áo xanh bạn đang xem kiếm lai like tại kênh youtube di các phim trần bình an bất đắc dĩ nói ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi các người không thích thì bỏ đi tiểu đồng áo xanh dò hỏi nhiều lắm là dán chữ xuân hoặc là chữ phúc ngược trần bình an cười nói thôi bỏ đi tiểu đồng áo xanh có chút trột dạ lão ra ngươi sẽ không ghi hận ta chứ nếu thật muốn có chút không khí năm mới, chúng ta có thể thương lượng cho kỹ, ví dụ như lão gia ngươi chỉ cần đưa ta một viên xà đàm thạch chẳng phải loại thường, ta sẽ chủ động hỗ trợ dán câu đối xuân, chúc lâu từ trên xuống dưới, dán kín cả trong lẫn ngoài cũng không có vấn đề gì. Trần Bình An ban thưởng một hạt rẻ ta cảm ơn ngươi. Sau khi xuống núi, Nguyễn Tú tạm biệt bọn họ, đi hướng Thần Tú Sơn, bất tri bất giác, cũng đã là đêm 30 giao thừa, cùng đi thăm mộ phần, trở lại ngõ Nê Bình, thời điểm dán câu đối xuân nơi cửa, tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn một người nói dán lệch rồi một người nói không lệch khiến cho trần bình an có chút luống cuống tay chân lúc ăn cơm tất niên trần bình an nấu một bàn đồ ăn phong phú không quên cho bọn họ một người một viên xả đàm thạch bình thường tiểu đồng áo xanh không nói hai lời cho vào trong miệng nghe giòn tan cười tới như hoa nữ đồng váy hồng phấn rụt rè cúi đầu ăn vẻ mặt hạnh phúc buổi tối dưới bàn có để một chậu than củi đủ để làm lo lửa nhỏ ba người đều đặt chân ở mé trên chậu than hơn nữa tất cả đều thay bộ quần áo mới trên bàn bày một đống lớn điểm tâm lấy từ cửa hàng nhà mình về ăn phía trước người trần bình an có đặt một quyển sách thẻ tre cùng dao khác hắn muốn các đêm năm này qua năm khác đều là như thế chỉ là năm nay điều khác biệt là trần bình an không còn đơn độc một mình nữ đồng vái hồng phấn cắn hạt xưa tiểu đồng áo xanh hai tay ôm ngạnh cầm nhìn phía trần bình an cười hỏi lão già lão già sắp qua năm mới có khi nào ngươi sẽ vui vẻ đại thưởng cho ta một viên sỏi đạp thạch trần bình an nương theo ngọn đèn sáng hơn năm rồi một ít đang chăm chút đọc sách cũng không ngẩng đầu lên không đâu tiểu đồng áo xanh không ảo não ngược lại cười rất vui vẻ lại hỏi tiếp lão ra sáng mai đốt pháo để ta làm được không trần bình an ngẩng đầu cười gật đầu được hắn quay đầu nhìn phía nữ đồng vái hồng phấn nàng nhanh chóng buông hà sơ trong tay làm tư thế hai tay che lỗ tai cười khẽ sau khi làm mặt quỷ với nàng trần bình an tiếp tục cúi đầu đọc sách hai tiểu tử kia nhìn nhau cười sau đó ngầm hiểu ý cùng nhau nhìn về phía đỉnh đầu thiếu niên nơi đó có rất một cây châm không bắt mắt viết tám chữ nhỏ nội dung có liên quan tới người đọc sách. Về điều này, tựa như câu đối xuân gián có lệch hay không, giữa bọn họ có tranh chấp cá nhân, tiểu đồng áo xanh cảm thấy không hợp chút nào với lão gia, nữ đồng váy hồng phấn lại cảm thấy không thể thích hợp hơn. Qua giờ tí, chính là một năm mới, tiểu đồng áo xanh sớm đi lên giường ngã đầu nằm ngủ, nữ đồng váy hồng phấn được Trần Bình An khuyên bảo, sao lại cũng nằm úp sấp ở trên bàn ngủ gà ngủ gật. Trần Bình An cứ như vậy một mình gác đêm, trong phòng chỉ có tiếng lật sát rất nhỏ, khi trong thiên địa xuất hiện tiên nắng dạng đông bình minh đầu tiên. Trần Bình An nhẹ nhàng đứng dậy, đi mở cửa phòng ra, ngửa đầu nhìn phía đông, đột nhiên không nhịn được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó Trần Bình An há mồm phun ra, hắn học ra một vầng sáng như cầu vồng trắng xóa dài chừng hơn một tấc, thì ra là một phi kiếm nho nhỏ trong trèo. Nó im lặng huyền đình ở trong sân, phong mang sắc bén, phi kiếm này không còn là bộ dáng thô tục như một nén bạc, trừ việc cực kỳ bé nhỏ ra, không khác gì kiếm, chỉ là nó nằm giữa hư ảo và thực chất, trong suốt lóng lánh, tiên khí giả rào, dưới ánh bình minh, phi kiếm khéo léo tinh xảo lóe ra ra tầng tầng vầng sáng sặc sỡ lóa mắt trần bình an sửng suốt nửa ngày rốt cuộc mở miệng nói để làm chi năm mới ngươi muốn chạy đến tranh thủ hít thở không khí sao hả phi kiếm các ngươi cũng chú ý ngày lễ ngày tết mũi kiếm của nó khẽ nhúc nhích chậm rãi xoay tròn trần bình an cố nén lòng chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn sau khi nó chuyển động một vòng mũi kiếm hơi hơi nhích lên chuôi kiếm hạ xuống như là đang nhận thức thế giới có phần xa lạ này trong phòng truyền đến tiếng ngáp vang của từ đồng áo xanh khi rời giường phi kiếm vù một cái tự quét qua nơi mi tâm trần bình an tốc độ cực nhanh thế cho nên tại chỗ còn giữ tàn ảnh của nó ở không trung đã kéo theo sợi dây ánh sáng dài nhỏ vượt xa tưởng tượng của trần bình an căn bản chính là muốn tránh cũng không được ngay sau đó trần bình an chỉ cảm thấy mi tâm trượt lạnh đưa tay lên sờ chẳng những không bị phi kiếm đâm thủng lỗ nào mà đến một chút xíu dấu vết cũng không có lực nhập thân hình trở về khiếu huyệt thực hiện dễ dàng giống nhau một gã lục địa kiếm tiên ở trên xa trường dùng trường kiếm mở đường như vào chỗ không người trần bình an dự tính sau này sẽ hỏi thử nguyễn cô nương phi kiếm thế gian có phải đều huyền diệu như thế hay không phía bên cửa tiểu đồng áo xanh nóng lòng muốn thử ôm theo một bó lớn ống trúc đã chuẩn bị từ trước cùng nữ đồng váy hồng phấn còn buồn ngủ bước ra cửa hắn nhẹ nhàng đạp nàng một cước nữ đồng váy hồng phấn nhanh tay vỗ vỗ cái này là y phục lão gia mới mua cho nàng sau đó trợn mắt hướng về phía hắn làm gì vậy tiểu đồng áo xanh đứng ở trong sân giận dữ nói người có ngốc hay không người thân là một hòa mãng tiên thiên tinh thông hỏa thuật thần thông cho nên nhanh chóng nhóm lửa đốt pháo đi chứ nữ đồng vái hồng phấn trừng mắt nhìn thì ra hỏa thuật thần thông còn có thể tác dụng như vậy lần này trên đường đi nấu cơm nấu canh lão ra nhiều lần đều tự mình nhóm lửa cho dù là mưa đêm gió tuyết cũng đều là như thế cho nên nàng chưa từng có nghĩ đến chuyện này trần bình an chưa bao giờ nhắc tới nàng căn bản cũng không thể tưởng được tiểu đồng áo xanh nhắm chừng là lời nói dưới sự hợp tác của hai tiểu tử kia châm lửa đốt pháo chào tạm biệt năm cũ bên ngõ nê bình nhanh chóng nghe được tiếng pháo từ các nơi đổ về tiểu đồng áo xanh chơi không biết mệt nữ đồng váy hồng phấn đợi cho đến khi đốt xong thanh pháo cuối cùng muốn về phòng lấy chổi chuẩn bị quét rác chân bình an cười tiếp lấy chổi dựa vào vách tường dựng thẳng cây chổi lên lên thì ra dựa theo tập tục long tuyền trấn nhỏ hôm nay mùng 1 tháng riêng từng nhà dựng ngược chổi lên tỏ vẻ hôm nay sẽ không làm gì hết chỉ nghỉ ngơi chân bình an đứng ở bên tường nhìn sân nhà sát bên yên tĩnh thanh vắng tâm tình phức tạp hắn do dự một chút vẫn là đi lấy về nhà mình lấy ra một bức câu đối xuân cùng hai chữ phúc, dán lên tường nhà sát bên. Tiểu Đồng áo xanh cười hỏi, là bằng hữu rất tốt của lão gia. Trần Bình An nhẹ giọng nói, hy vọng không phải cầu gia là tốt rồi. Trở về sân nhà mình, Trần Bình An đứng ở trong cửa ngõ nhỏ, nhìn hai tấm môn thần hoa văn màu sắc phía trên cửa, một văn một võ, văn cầm ngọc hốt, võ cầm thiết giản, Trần Bình An càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, ngày trước chấn nhỏ vào dịp cuối năm buôn bán môn thần bằng giấy, đủ loại màu sắc hình dạng. Ngoài văn võ môn thần còn có tài thần môn thần ở bên trong phần đông thần tiên nhưng mà năm nay chấn nhỏ toàn bộ môn thần đều là quy chế này nghe trưởng quầy cửa hàng nói là quy của nha thự bên kia ký kết hơn nữa tương lai chấn nhỏ sẽ xây mới văn miếu võ miếu bên trong cung phụng lão gia kim thần chính là hai vị được vẽ trên giấy này trần bình an nhớ tới câu nói kia của dương lão nhân cảm xúc càng ngày càng thâm sâu trần bình an quét đi lo lắng trong lòng ngồi ở trong sân bắt đầu phơi nắng không muốn suy nghĩ gì hết nữ đồng váy hồng phấn tiếp tục ngồi trên băng ghế nhỏ cán hạt dưa tiểu đồng áo xanh hai tay chắp sau đi vòng quanh trong sân đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí ồn ào nói năm nay hắn cần tu hành thêm nhất định phải để cho lão gia cùng cô ngốc nhìn hắn với cặp mắt khác xưa như vậy đến cuối năm hắn sẽ có thể đi ngang đi dọc ở chấn nhỏ không bao giờ còn sợ cái gì kiếm tu bắt cửu cảnh chó má nữa nói xong lời cuối cùng tiểu đồng áo xanh cười xiềm định nói lão gia ngươi chỉ cần cho ta thêm mấy viên xà đàm thạch tốt một chút đừng nói cuối năm ngày mai ta có thể đánh hết một lượt vô địch thủ trấn nhỏ đến lúc đó lão gia ngươi mang theo ta ra đường khi na phách nữ làm thổ hào thân sĩ vô đức vô pháp vô thiên thấy nhà ai có cô nương xinh đẹp liền lôi đến ngõ nê bình O oh, ha 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 lão gia có phải nghĩ thôi cũng thấy vui không trần bình an nhón lấy một nắm hạt dưa từ chỗ nữ đồng vái hồng phấn gật đầu nói ngươi vui vẻ là tốt rồi khuôn mặt khát khao tươi cười của tiểu đồng áo xanh lập tức suy sụp thở dài thở ngắn ngồi bên cạnh trần bình an cùng nữ đồng vái hồng phấn một tào một hữu như là hai tiểu môn thần chỉ là hắn cảm thấy năm nay là ngày đầu tiên năm mới không có làm điều gì vui vẻ sẽ có chút xui xẻo cho nên hắn lấy ra một viên xà đàm thạch bình thường nhai răng rắc cán ăn chỉ có thể tự mình tặng cho mình một phần thưởng ngay lúc này đột nhiên trần bình ăn lấy từ trong tay áo ra hai cái túi nhỏ tinh mỹ là một trong những món cửa hàng nơi ngõ kỵ long nhà mình mừng tuổi cho khách đưa cho hai người bọn họ trêu gạo nói cầm lấy đi lão ra cho các người tiền mừng tuổi tiểu đồng áo xanh không cảm thấy có gì ngạc nhiên lẫn vui mừng kết quả vừa mở ra trong mắt chừng đến không thể tròn hơn lại là một viên xà đàm thạch phẩm tướng thật tốt sắc thái sáng lạn như ánh nắng chiều viên trên tay nữ đồng vái hồng phấn cũng là xà đàm thạch vô cùng tốt tiểu đồng áo xanh lúc ấy nhìn thấy rõ ràng trừ tám chín viên đá bình thường sau khi trần bình an trở lại tổ trạch này lúc ấy bao vây bên trong còn lại 11 viên xà đàm thạch giá trị liên thành sau đó lập tức cho bọn họ một người hai viên vậy là mất đi bốn viên hôm nay lại lấy ra hai viên chẳng phải là trong nháy mắt mất đi một nửa Trần Bình An ngươi thực là tống tài đồng tử quảng kết thiện duyên của mình sao a? À? Tuy nắm rất chặt xà đàm thạch trong tay, nhưng mà tiểu đồng áo xanh thật sự không nhịn được mở miệng nhắc nhở nói, lão gia, ngươi tặng đồ như vậy, lấy ra phần lớn gia sản, về sau cưới vợ phải làm sao? Nữ đồng váy hồng phấn hai tay cầm tiền mừng tuổi, cúi đầu trầm mặc không nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phúng phính, nước mắt rơi lã chã. Tiểu đồng áo xanh chăn trở, thật sự là không nói ra thì khó chịu, hỏi, lão gia, người không sợ ta ăn ba viên xà đàm thạch này? Tu vi tăng vọt, kết quả lão ra ngươi đời này không cản nổi ta trần bình an hỏi ngược lại nếu ngươi có bằng hữu hắn sống tốt ngươi có vui không tiểu đồng áo xanh gật đầu nói đương nhiên là vui ta đời này kết giao bằng hữu huynh đệ cũng không phải là loại người chỉ nói ngoài miệng trần bình an lại hỏi vậy nếu bằng hữu của ngươi tốt hơn nhiều so với ngươi ngươi có thấy vui không tiểu đồng áo xanh có chút giao dự trần bình an cắn hạt dưa cười nói ta sẽ càng vui hơn trong giờ khắc này tiểu đồng áo xanh có chút hoảng hốt thần sắc đột nhiên cảm thấy giang hồ mình lan lộn mấy trăm năm kia hình như không giống với giang hồ mà trần bình an lăn lộn là giang hồ của mình quá sâu hay là giang hồ của trần bình an quá nhỏ bé sau khi trần bình an xong sẽ không suy nghĩ nhiều vốn là thuận miệng nói vậy mà thôi nhưng tiểu đồng áo xanh lại dầu dĩ không vui nữ đồng vái hồng phấn sau khi thu lấy viên đá cũng có chút trầm mặc trần bình an có chút hối hận chẳng lẽ món tiền mừng tuổi này đưa sai rồi sao hay hẳn là đã ra trễ một chút sâu a ngay tại ngõ đê bình này đã có tống tập tân chị khuê cô sán cùng mẫu thân ra đi lại có thêm một hộ người mới năm trước đã chủ động đưa ra khế ước nhà đất của tổ tiên chạy tới giao cho long tuyền huyện nha nhà môn bên kia còn muốn cẩn thận khám nghiệm một phen bởi vì hôm nay chấn nhỏ tất đất tất vàng bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn chen vào mặc dù không thể mua phòng giá, đều nguyện ý thuê nhà ở bên này cho nên huyện nha hộ phòng suy nghĩ nhất định phải thận trọng ngàn vạn đừng cho hạng người gian xảo chui chỗ trống nhưng mà rất nhanh ngô diên người đầu tiên nhậm chức huyện lệnh long tuyền thăng chức thành thái thú thủ nhậm long tuyền quận tự mình giết đến huyện nha toàn bộ tiếp nhận việc này ngõ nê bình nhanh chóng có thêm một người trẻ tuổi tên là tào tuấn tổ tông từ vùng đất này rời đi ra ngoài hôm nay hồi hương dốc sức gầy rừng tào tuấn du rú trong nhà hầu như cũng không lộ diện hàng xóm láng giềng đối với điều này có chút tò mò bởi vì chuyện khai sơn kiến phủ chấn nhỏ dân chúng địa phương có tham dự nhiều cộng thêm từng dấu hiệu công khai xuất phát từ huyện nha quận phủ xác thực chuyện trên đời có thần tiên dân chúng long tuyền đã không thể không tin tưởng ngay từ đầu cũng đoán tào tuấn dung mạo tuấn mỹ khác hẳn với phạm nhân không phải là một trong những tiên nhân chứ chỉ là nghĩ lại thần tiên ở tại ngõ lê bình khó tránh khỏi cảm giác hơi rẻ tiền sau đó hôm nay ngõ lê bình có hai người lạ đến một phú ông lão giả tay quấn một sợi dây nhỏ màu xanh lục một người trẻ tuổi sau lưng treo ngang trường kiếm cùng nhau đi về hướng ngõ lê bình từ bên nhà cố sán đi vào cho nên còn cách hai sân nhà tống tập tân cùng trần bình an tường viện thấp bé lão nhân liếc mắt nhìn tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn ý cười có vẻ thích thú nữ đồng váy hồng phấn còn ngây thơ không biết chuyện gì Tiểu đồng áo xanh nhìn như không hề để ý, thật ra im lặng cầu nguyện trong lòng. Có khi nào lại là một lão thần tiên đại yêu quái gì nữa không đây? Kiếm khách trẻ tuổi cười đưa tay chào hỏi, Trần Bình An, chúng ta lại gặp nhau. Trần Bình An đứng lên mở cửa viện môn, cười hỏi, ngươi tới bên chỗ bọn ta để đi chúc tết mọi người sao? Kiếm khách trẻ tuổi lắc đầu nói, có chút việc cần xử lý, nhưng cũng nhân tiện đến chúc tết năm mới. Lão nhân cười tùng tìm lên tiếng, nghe nói là tiểu tử ngươi làm hại tổ trạch của ta bị một con bàn sơn viên đạp lên nóc nhà sau đó lại là người giúp đỡ bỏ tiền ra sửa lại gia tộc trưởng bối của kiếm tu tào tuấn trần bình an tâm căng thẳng giải thích lão tiên sinh thật ngại quá chuyện này quả thật phải trách ta lão nhân khoát tay trong lòng ta đã biết rõ một ngôi nhà cũ nát như vậy nếu không tu sửa chắc chắn sẽ tự sụp xin lỗi cái gì phải là tào gia chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng trước đó tào tuấn kia muốn giành đồ vật của ngươi đúng không ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ giáo huấn hắn ha ha quên mất chúc mừng năm mới nói xong lời cuối cùng lão nhân hòa ái dễ gần thế mà chủ động ôm quyền chắp tay hơi lắc lắc xem như lễ chúc tết trần bình an nhanh chóng hoàn lễ kiếm khách trẻ tuổi nhíu nhíu đầu mày sắc mặt không thay đổi bước lên một bước vừa vặn chen vào giữa lão nhân và trần bình an ôm bà vai người sau cười đi về hướng viện môn quay đầu nói với lão nhân tào lão tiên sinh ngài về nhà trước đi lát nữa ta sẽ đăng môn bái phỏng lão nhân hí mắt gật đầu thờ ơ với chuyện này một mình chậm rãi rời đi không biết đã trải qua mấy lần trăm năm rốt cuộc trở về chốn cũ hai môn thần hoa văn màu sắc trên viện môn sau khi trần bình an cùng kiếm khách trẻ tuổi vượt qua cửa lóe lên một chiếc linh quang mắt thường phàm thai không nhìn thấy đã muốn tan thành mây khói kiếm khách trẻ tuổi sau khi vào cửa nhẹ giọng nói về sau đi lại trên giang hồ ôm quyền hành lễ nhớ rõ năm tử cần tay trái ôm lấy tay phải cái này gọi là cát bái phản quy tác phạm húy kỵ dễ dàng hại đối phương bị rủi ro trần bình an đột nhiên nhìn về phía kiếm khách trẻ tuổi hắn nhìn như không chút để ý nói rằng những điều này ghi nhớ ở trong lòng là tốt rồi trong nhà chỉ có ba băng ghế nhỏ nữ đồng vái hồng phấn nhanh chóng nhường ghế kiếm khách trẻ tuổi không vội ngồi xuống cười nói năm mới lần đầu đăng môn tay không thì kỳ cục quá tặng hai món đồ chơi nhỏ là được rồi hắn đưa tay ra trong lòng bàn tay có hai khối ngọc bài không có chữ chính là ngọc bài tứ giác khắc dấu hoa văn vân lục đại ly tống thị độc hữu nó tên là thái bình vô sự bài bình thường có thể dát bên hông nếu trong tương lai các người dừng chân ở nơi này xem như có chút tác dụng nếu đi xa nhà như hành tẩu bản đồ đại ly sẽ càng tiện hơn tiểu đồng áo xanh nhìn hơi thèm thuồng bởi vì hắn biết thứ này chân quý nữ đồng vái hồng phấn không hiểu rõ ý nghĩa chỉ là nhìn về phía trần bình an thu lấy hay còn phải xem ý lão gia nhà mình trần bình an do dự một chút vẫn là gật đầu nói nhận lấy đi nữ đồng vái hồng phấn cùng tiểu đồng áo xanh sau khi thu nhận đồng thời cúi đầu trí tạ kiếm khách trẻ tuổi kiếm khách trẻ tuổi đưa lễ gặp mặt xong liền lập tức cáo từ rời khỏi trần bình an không biết giữ lại như thế nào đành phải đưa đến viện cửa ở bên nhà cũ tào gia phú ông đứng ở bên cạnh hồ nước nhỏ trong nhà một con hồ ly màu đỏ đang ngồi nơi lỗ hổng trên giếng trời nóc nhà tào tuấn gác chân ngồi trên ghế lướt mắt nhìn lão tổ nhà mình hắn lười lên tiếng chào hỏi sau khi kiếm khách trẻ tuổi đi vào lão nhân cười hỏi với cùng thiếu niên kia quan hệ không tệ kiếm khách trẻ tuổi cười nói với tu vi cùng địa vị của tào lão tiên sinh sao còn phải ra tay với một gã thiếu niên ngõ hẹp tào hi ha ha cười nói trừng phạt nhẹ mà thôi nhiều nhất là một năm xui xẻo quẩn quanh cửa nhà không có gì ghê gớm những phàm phu tục từ chỉ cần tổ ấm hơi nhiều dương khí hơi vượng đều trải qua được hơn nữa ngươi cũng đừng làm khó dễ trong đó chuyện này giúp đỡ thiếu niên loại trừ chút tai ách mà thôi kiếm khách trẻ tuổi lắc đầu không nói gì nữa thế dự chính là hoang đường như thế cùng là đại nhân vật đi ra từ ly châu động thiên tạ thực tính cách trung hậu thanh danh truyền khắp mấy lục địa được công nhận tông sư phong phạm có thể đi khắp cả câu lô châu kiếm tu đạo gia đang suy thoái mà trổ hết tài năng có hy vọng trở thành một vị thiên quân phân lượng mười phần cho dù là tu sĩ đối địch tạ thực đều có sự khâm phục trong lòng trái lại tào hy tính cách cổ quái thanh danh luôn không tốt, đều nói người này tình cảm bạc bão, chỉ là cơ duyên rất tốt, mới một đường thăng tiến, thế không thể đỡ. Nhưng Tào Hy vốn là kiếm tiền xuất thân bình dị, hôm nay lựa chọn đứng cùng trận doanh với Đại Ly, tạ thực lại gây ra một chuyện không quá sáng giỏi. Tào Tuấn đứng lên, mỉm cười nói, ta biết ngươi là hứa nhược của Mạc Gia, ở trung thổ thần châu đi lại giang hồ nhiều năm, danh tiếng rất lớn, có danh hiệu là nhân gian giao long, ta thấy bảo bình châu ngụy tấn. Sở dĩ hàng năm trà trộn giang hồ, không thích sống ở sơn thượng, nói không chừng là học theo thời điểm người trẻ tuổi kiếm khách nhớ tới kiếm tiên trẻ tuổi hăng hái nơi phong tuyết miếu kia đắc đầu cười nói hắn không học ta tào hy đột nhiên nhớ tới một chuyện nhảy vào hồ nước khô cạn lật một tảng đá lên bên trong có dấu một đồng tiền bình thường gì xét loang lổ vị lục địa kiếm tiên nổi danh một châu này sang sảng cười to thu đồng tiền kia vào trong tay áo chật chật nói dấu hiệu tốt dấu hiệu tốt tào hy ngẩng đầu nhìn về phía kiếm khách trẻ tuổi theo ta thấy năm đó bị đánh nát gốm bản mạng là đại ly các người có lỗi với long tuyền trước dẫn đến bị bại lộ nhưng lúc trước đại ly đã bồi thường đối phương cũng tiếp nhận rồi theo lý mà nói chuyện này đã thanh toán sổ sách xong hôm nay lại từ người mua phía sau màn tầng tầng tiến dần lên cuối cùng lôi tạ thực đại bồ tát này ra để hù dọa người sự tình thực hiện không chân thật không kỹ lưỡng thật ra rất dễ giải quyết dứt khoát đánh chết tạ thực có ta ở đây người ở đây cộng thêm thánh nhân nguyễn cung ba người chúng ta liên thủ tạ thực chẳng những thất bại chính là muốn chạy cũng chạy không thoát tạ thực mình muốn chết đừng trách người khác kiếm khách trẻ tuổi hỏi cho dù đánh chết tạ thực nhưng tòa ly châu động thiên hoang tàn này bị đánh sập hoàn toàn đại ly chúng ta làm sao bây giờ tào hy nói nghe dễ hơn làm đánh chết một tạ thực tạo hiệu quả dung cây nhát khỉ quá tốt rồi không thua kém gì so với tạo ra một tòa bạch ngọc kinh kiếm khách trẻ tuổi không đáp lời tào hy tiếp tục mê hoặc lòng người đại ly các ngươi không phải sắp năm hạ sao sau khi đánh chết tạ thực ngươi xem xem đại tùy cảnh nội lão vương bát mười cảnh cùng trên ngũ cảnh đến lúc đó có thể còn lại mấy người ta dám đánh đố tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay nếu tào hy ta thua nhiều lão vương bắt hơn, toàn bộ giao cho ta giải quyết, như thế nào? Kiếm khách trẻ tuổi nghi hoặc nói, ngươi và tạ thực có thâm cừu đại hận, kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, cảm ơn mọi người.